thân sắc Hàn Lập không thay đổi, vẫn bình tĩnh quan sát tại chỗ nước biển chấn động, từ trong veo bắt đầu trở nên đục ngầu. Phía dưới hòn đảo một vết nước nhỏ dần tách ra, liên tục mở rộng, toàn bộ hòn đảo giống như một cái bát bảo liêm hạp chậm rãi mở ra. Lúc này, trong đảo tiếng ù ù một hồi nổi lên, khu vực phía trên của hòn đảo từng khối diện tích từ mặt đất chậm rãi bay lên, rồi lơ lửng trên không trung, khối phía dưới lại trượt về phía bên cạnh, làm lộ ra khu vực ở dưới cùng. Toàn bộ diện tích hòn đảo lập tức mở rộng lớn hơn rất nhiều, liên kết với diện tích lơ lửng trên không, thậm chí biến thành ba tầng. Khác với sắc màu xám u ám của tầng cao nhất, hai tầng dưới có cảnh sắc tươi xanh giàu sức sống hơn nhiều. Cây cối phủ kín rừng, dòng sông uốn lượn chảy tới chỗ biên giới của tầng 2 và tầng 1 thì đổ xuống không trung tạo thành một thác nước thẳng đứng, khung cảnh thật hữu tình. Mọi người trên Linh Chu đều không phải người thường, vậy mà khi nhìn thấy cảnh quan nơi này, cả bọn đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ý khen ngợi cách bố trí kiến trúc có phần độc đáo. Lúc này, không trung phía trên đảo chợt có sự rung động, hào quang đại trận lóe lên tạo ra một lỗ hổng vừa khít phi chu lọt qua. Sau khi xuyên qua đại trận, phi chu từ từ hạ xuống quảng trường bằng đá trắng ở tầng một đảo. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, lân tam vung tay lên thu linh chu vào. Trên quảng trường có hơn chục người đã chờ sẵn, đứng đầu là một nữ tử mặc cung trang màu lam, nàng tuy dáng không cao lắm nhưng dáng vẻ linh hoạt nhanh nhẹn, mặt che bởi một tấm lụa mỏng, có thể thấy lờ mờ những nét đẹp tuyệt mỹ phía sau khiến người ta phải mê đắm. Hàn lập liếc qua và thầm đánh giá, hắn phát hiện nàng là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, khí tức trên thân ngưng thực hùng hậu cho thấy nàng đã ở cảnh giới hiện nay rất lâu rồi. Hơn chục người đứng phía sau nữ tử cũng là những tu sĩ chân tiên cảnh, tuy nhiên phần lớn họ chỉ có tu vi sơ kỳ. Vẻ ngoài của đám người vẫn bình tĩnh không có gì nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt thì có thể thấy một chút hoang mang lo lắng. Quý vị đi đường xa đã mệt cả rồi, kính mời vào trong điện nghỉ ngơi và để thiếp thân được cáo chi những công việc cụ thể nữ tử cung trang khẽ hạ mình, nhẹ nhàng mở lời. Lân Tam nghe vậy thì liếc nàng một cái rồi gật đầu đồng ý. Nữ tử cung trang cùng với Lân Tam dẫn theo đám người đi thẳng vào phía trong điện. Địa hình ở xung quanh quảng trường có nhiều chỗ nhấp nhô, có thể thấy khá nhiều trụ đá màu xám trắng hình tròn hoặc vuông, trên mặt trụ khắc đủ loại phù văn và những nét vẽ kỳ dị, trên mặt đất cũng có rất nhiều trận văn giải rác khắp nơi. Hàn Lập còn có thể cảm nhận được những chấn động trận pháp từ những khối kiến trúc mang phong cách cổ xưa thấp thoáng trong rừng cây. Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì những tu sĩ tinh thông khôi lỗi chi thuật thì hầu hết đều có tạo nghệ trận pháp tương đương, do quy trình chế tạo khôi lỗi không thể thiếu kỹ thuật vận dụng những trận pháp tinh diệu. Năm xưa ở hạ giới, hắn coi như cũng có am hiểu sâu sắc về khôi lỗi chi đạo, nhưng từ khi đặt chân tới tiên vực Bắc Hàn, do quá bận tu luyện nên lâu lắm rồi không ôn luyện lại môn này. Hôm nay tới Thánh Khôi môn là tông môn khá có tiếng ở tiên vực Bắc Hàn, hắn sẽ tận dụng cơ hội học hỏi thêm sau này tới lúc thích hợp sẽ tìm cách luyện chế ra một cỗ thân xác phù hợp cho giải đạo nhân. Tuy nhiên lúc này việc chính là phải hỗ trợ cho tông môn của họ vượt nạn đã, sau đó tính tiếp. Không biết phe này kẻ thù xâm lược rốt cục là thần thánh phương nào. Mọi người đi dọc theo quảng trường một hồi lâu mới một đại điện màu son có vẻ cổ kính. Lúc này Hàn Lập vô tình chú ý tới một việc, nữ tử cung trang kia mấy lần quay đầu lại, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà chỉ nhìn vào bạch tố viện đang đeo mặt nạ thỏ. Sau khi vào trong đại điện, Nữ tử cung trang và lân tam ngồi ở hai vị trí thủ tọa, các trưởng lão thánh khôi môn và người của vô thường minh chia ra ngồi hai bên. Đám người hầu ở ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn linh trà rồi, mọi người vừa ngồi xuống thì chúng lập tức dâng trà lên. Nước trà xanh biếc óng ánh được rót vào chén, khói trắng bốc lên nghi ngút, một cỗ mùi hương thơm ngát thấm sâu vào trong lòng đang tràn ngập khắp đại điện. Hàn lập khẽ cho mày, hắn cúi cuống quan sát chén trà và thấy một cái lá trà màu xanh giống như miếng ngọc phỉ thúy đang nở ra trong nước, nó liên tục phát ra từng đợt linh khí hiển nhiên đây là linh trà thượng phẩm hắn đang định cầm chén trà lên thì khóe mắt phát hiện ra những đường vân kim sắc vòng quanh ngón tay đang cầm bình trà của người hầu đứng cạnh trong lòng hắn có chút ngạc nhiên lập tức quan sát lúc này hắn mới để ý người hầu này cử động linh hoạt tướng mạo giống người thường thậm chí trên thân còn phát ra khí thức của tu sĩ cấp thấp nhưng thực tế đây không phải người thật mà chỉ là những con khôi lỗi nhìn vô cùng sinh động mà thôi được nhìn tận mắt Hàn Lập cảm giác được ngay trình khôi lỗi chi thuật của Thánh Khôi môn có sự độc đáo. Từ lúc đó, hắn phát sinh lòng hiếu kỳ đối với khôi lỗi chi thuật của tông môn này. Chương 282, đóng giữ 3 năm, chư vị vượt đường xa tới đây khá là vất vả rồi, trước tiên xin mời ngồi nghỉ ngơi, uống chút linh trà. Thiếp thân là phó môn chủ Thánh Khôi môn, người phụ trách việc phòng ngự tác chiến lần này, rất mong mọi người ra sức tương trợ, nếu có thể đánh lui cường địch, sẽ có đáp đền hậu hĩnh. Nữ tử cung trang nói. Chúng ta có mặt ở đây là để thực hiện nhiệm vụ, phó môn chủ không cần khách khí. Hôm nay, điều mà chư vị vô thường minh chúng ta quan tâm nhất vẫn là tình hình của thánh khôi môn lúc này ra sao. Kẻ địch xâm phạm là ai, bao giờ chúng đến, số lượng như thế nào. Lân Tam phất nhẹ tay áo rồi nói thẳng vào vấn đề. Hàn Lập, Lân Cửu và cả bọn vô thường minh nghe được lời ấy, cả bọn đều phòng ánh mắt nhìn nữ tử cung trang. Nói thật với chư vị, lần này kẻ tới xâm phạm là ai, khi nào tới, Số lượng bao nhiêu, chính thiếp thân cũng chưa rõ." Nữ tử cung trang do dự một lúc rồi trả lời với vẻ miễn cưỡng. "Cái gì, chính ngươi cũng không rõ, vậy đây là trò đùa sao? Chúng ta không muốn tham dự một trận chiến không hề có sự chuẩn bị như vậy. Nếu như cuối cùng chả có ai tới thì có phải là phí thời gian không hả?" Đám người vô thường minh nghe được như vậy thì nhao nhao cả lên, tất nhiên câu trả lời như vậy không thể làm hài lòng mọi người. "Nhiệm vụ này là thủ hộ thánh khôi môn." tuy không nói rõ kẻ địch là ai nhưng bọn họ cũng tình nguyện tham dự. Thực ra như vậy là có chút mạo hiểm, nhưng ngoài món thù lao cách xù thì cả bọn cũng khá tự tin vào thực lực bản thân, đương nhiên phút cuối cùng cũng phải cân nhắc kỹ càng cơ hội và thách thức thì mới quyết định, và cũng có sự chuẩn bị trước các đối sách. Đại đa số đều đã chuẩn bị trước trong lòng, nếu độ nguy hiểm của nhiệm vụ vượt quá mức giới hạn của bản thân thì sẽ tình nguyện rút lui và chịu bồi thường, không thể để chính bản thân lâm vào vòng nguy hiểm. Tất nhiên tình huống xấu nhất mới phải tung ra hạ sách này mấy người lân cửu thì tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng khác nhau thỉnh thoảng lại liếc nhìn lân tam sắc mặt hàn lập gần như không thay đổi ở trong lòng cũng lặng yên không có gì trước khi xuất phát hắn đã tìm hiểu tình hình và lai lịch của thánh khôi môn và cũng đã có những đánh giá riêng cho dù kẻ địch tới lần này có tồn tại cấp kim tiên thì với thực lực hiện nay việc tự bảo vệ bản thân cũng chả có gì phải ngại hắn là một trong số rất ít người vẫn giữ nguyên vẻ chấn định chư vị chứa nóng vội một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ tức là chúng ta đã ngồi chung một thuyền rồi lúc này việc quan trọng nhất là tính toán làm sao để hoàn thành nhiệm vụ này đương nhiên nếu ai đó muốn rút lui giờ này cũng được cứ dựa theo quy củ của minh mà làm đền bù gấp ba lần tiên linh thạch so với thủ lao ta sẽ không ngăn trở đúng lúc này lân tam từ tốn mở lời thanh âm của nàng không lớn nhưng chứa đựng một khí thế uy nghiêm cả đám người đang om sòm nghe thấy vậy chỉ biết nhìn nhau rồi tất cả im lặng phó môn chủ Bọn ta tới đây trợ giúp một tay là việc nhận tiền thì phải gánh họa cho người, cũng không oán trách gì cả. Nhưng dù sao bọn ta cũng chỉ có ngần này người mà thôi, không thể đảo chuyển càn khôn được, việc này chắc người thấy rõ rồi. Nếu chưa rõ địch nhân là người phương nào thì quý môn cũng phải có sự chuẩn bị chu toàn rồi chứ. Lân Tam thấy vậy mới chuyển ánh mắt qua nữ tử cung trang và nói bằng giọng lạnh lùng: "Xin chư vị thứ lỗi, thiếp thân không hề dám giấu giếm, thực sự là không biết rõ." Theo một nguồn tin đáng tin cậy, mấy ngày trước bổn môn biết thông tin sắp tới sẽ có lực lượng ra tay với thánh khôi môn. Do lúc này môn chủ đang ở địa lục khác không thể về ngay nên để công tác bảo vệ được chu toàn, thiếp thân mới không tiếc tiền thỉnh chư vị tới tương trợ. Trong nhiệm vụ, thiếp thân đã nói rõ ràng, chỉ cần chư vị hỗ trợ bổn môn vượt qua khó khăn lần này là được tính hoàn thành, trong thời gian 3 năm, chư vị cứ tự nhiên tu luyện tại bổn môn. Nếu qua 3 năm mà không có địch nhân tới thì phần thù lao cũng không hề nhỏ. Nữ tử cung trang khẽ thở dài rồi nói lời giải thích. Nghe được những lời ấy của nữ tử cung trang, sắc mặt bọn Lân Cửu đã giãn ra, cả bọn đều gật đầu. Ngoài ra, bổn tông tuy nhỏ nhưng cũng trải qua bao năm truyền thừa, tất nhiên cũng không để người ta tự do trà đạp. Mặc dù không có thông tin chính xác của kẻ xâm phạm nhưng trong tông đã chuẩn bị vô số đại trận cấm chế, cơ quan khôi lỗi. Nếu kẻ thù xuất hiện thì sẽ được nếm thử những thủ đoạn của Thánh Khôi môn bọn ta. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối cả để phòng ngừa tình huống xấu nhất, toàn bộ đệ tử hạch tâm của tông môn đã được rút đi, hiện nay trên đảo chỉ còn những người thể sống chết với bổn môn, tổng cộng khoảng 3.000 người. Nữ tử cung trang ngưng một lát rồi nói tiếp, Hàn Lập nghe thấy vậy, suy nghĩ lại một chút rồi gật gật đầu, thảo nào trên đường tới đây không nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ, cho dù hòn đảo lớn như vậy. Trong số 3.000 người này, không biết là có bao nhiêu tu sĩ chân tiên cảnh. Lân cửu cất lời hỏi, câu hỏi của gã vừa đưa ra, lập tức mọi người cùng nhìn phó môn chủ, đương nhiên tất cả đều quan tâm tới câu trả lời. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi, cấp độ chiến đấu lần này thì tu sĩ Kim Tiên là chiến lược cao nhất, tuy nhiên sẽ không rảnh tay, vì vậy số lượng tu sĩ chân tiên mới là hướng phát triển của chiến cục, thậm chí là một trong những yếu tố quyết định kết quả cuộc chiến. Trước mắt có hơn ba chục người, bao gồm những trưởng lão ở đây và các trưởng lão đang đóng chốt ở những nơi trọng yếu trên đảo, ngoài ra còn có những người khác chịu trách nhiệm điều khiển một số bí thuật khôi lỗi trong môn, sau này sẽ có mặt đầy đủ nữ tử cung trang tiếp tục giải thích, thánh khôi môn cũng chưa phải là một tông môn đẳng cấp cao, tất nhiên không thể so với trúc long đạo, trong môn có môn chủ kim tiên cảnh và hơn ba chục trưởng lão chân tiên cảnh là điều không dễ đạt được, nếu so với những tông môn cùng cấp thì thực lực như vậy có thể tính là khá mạnh. Nói như vậy thì cộng thêm nhân số vô thường minh bọn ta cũng được tổng hơn năm chục vị tu sĩ chân tiên cảnh. Ta tin là với lực lượng như vậy cộng thêm tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng ngự trên đảo thì dù cho là một đại tông muốn xâm phạm cũng phải cân nhắc kỹ sau khi trầm ngâm một lát lân tam cất lời mấy câu nói của nàng chẳng khác nào liều thuốc an thần giúp cả đám người vô thường minh cảm thấy yên trí dù sao lân tam cũng là người cầm đầu lần này mặt nạ màu đỏ của nàng không chỉ biểu thị thực lực mà còn biểu thị cho đẳng cấp trong vô thường minh những người ở đây cũng không ít lần được tiếp xúc với các thành viên cao cấp đeo mặt nạ đỏ đương nhiên cả bọn đều hiểu rõ thực lực khủng khiếp và sự lịch duyệt am tường của họ vì vậy những nhận định của nàng đều được mọi người tin phục riêng hàn lập thì chẳng có cảm giác gì hết hắn là kẻ chỉ tin tưởng chính bản thân mình chứ không phải phán đoán hay nhận định của người khác. Như vậy mục tiêu nhiệm vụ đã rõ ràng là thủ hộ nơi này trong vòng 3 năm. Ta hỏi lại lần cuối, kẻ nào muốn hủy nhiệm vụ thì mau quyết định ngay bây giờ còn kịp. Lân Tam quét ánh mắt một vòng rồi cất tiếng hỏi. Lúc này, những âm thanh ồn ào của mọi người đã lắng xuống, đại đa số đều vì món lợi lớn nên quyết định ngay, còn một số nhỏ sau khi do dự một hồi thì cũng quyết định không lùi bước. Tốt lắm, trên đảo đã sớm chuẩn bị rồi, vậy giờ muốn bọn ta làm gì? Lân Tam gật đầu rồi xoay người nói với nữ tử cung trang. Đa số các trưởng lão trong môn đều an bài ở hệ thống phòng ngự đảo chủ, còn tám đảo xung quanh thì chưa đủ người, chỉ có một vị tu sĩ chân tiên cảnh, còn lại toàn là tu sĩ đại thừa. Vì vậy thỉnh chư vị vô thường minh hỗ trợ chấn thủ những đảo này. Nữ tử cung trang nói, nghe xong mấy lời trên, sắc mặt bọn người vô thường minh lại có sự thay đổi nhẹ. Nếu không đủ người sao không tập trung toàn lực ở đảo chủ, buông luôn mấy hòn đảo kia, sau này khi ổn định lại thì ta thu hồi có phải tốt hơn không? Ánh mắt của bọn lân cửu thể hiện rõ sự nghi hoặc, họ cất tiếng hỏi. Tám hòn đảo nằm chắn bên ngoài đảo chủ nên rất có khả năng sẽ bị công kích trước, độ nguy hiểm cũng cao hơn, thánh khôi môn cố tình sắp xếp bọn họ ở đảo ngoài, dụng tâm như vậy không khỏi làm cho người ta sinh lòng ngờ vực. Hàn lập thì ngược lại, hắn cho đây là chuyện thường, bọn hắn tới đây với tư cách lính đánh thuê nên tất nhiên sẽ bị phái tới chỗ tiền tuyến kháng địch, món thủ lao cách xù kia đâu phải dễ sơi. Đương nhiên, họ cũng có thể có mục đích khác, thật không dám giấu giếm, tám hòn đảo kia chính là tám tòa trận đảo tạo thành một đảo phòng tuyến lợi hại bậc nhất trong môn, nếu có thể thủ vững thì gần như chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong, vì vậy rất cần chốt giữ bởi lực lượng càng mạnh càng tốt. Mặt khác nếu sắp xếp cho chư vị vào vị trí điều khiển các cơ quan pháp trận trên đảo này thì chưa chắc các vị đã đảm nhận được. Nữ tử cung trang mở lời giải thích, mọi người nghe xong thì hiểu ngay, đạo lý đúng là như vậy bọn ta có 16 người, người dự định phân chia ra sao? Lân Tam lặng yên suy nghĩ một hồi rồi hỏi, tám đại trận trên tám đảo hiện nay chỉ có một vị trưởng lão chân tiên cảnh trấn thủ ở một đảo, còn lại bảy đảo xin phiền chư vị giúp cho. Còn việc cắt cử cụ thể ra sao thì phiền Lân Tam đạo hữu làm chủ. Dường như đã chuẩn bị trước, nữ tử cung trang trả lời ngay. Lân Tam suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói, như vậy chia hai người thành một đội rồi đóng ở các đảo riêng lân thập nhất thì ở lại đây cùng ta tỏa trấn đảo chủ dạ mọi người đồng thanh đáp lời không chút do so dự hàn lập cũng hô theo phụ họa nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ vị lân tam này dường như có sự chiếu cố cho bạch tố viện cố tình giữ nàng ở nơi an toàn hơn là đảo chủ không lẽ đã nhìn ra tu vi thật sự của bạch tố viện hoặc là họ quen biết nhau hay sao nghĩ tới đây hàn lập nhìn về phía lân tam trong lòng vẫn đang mạnh dạn đưa ra những suy đoán đúng lúc này trong đầu Hàn Lập bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là Hùng Sơn truyền âm. Giao thập ngũ đạo hiếu, ta và ngươi liên hợp đóng giữ một đảo, ngươi thấy sao? Ta cũng có ý đó. Hàn Lập trước đây đã từng cộng tác với gã nên tất nhiên hiểu rõ thực lực người này, hắn mỉm cười và đồng ý ngay. Sau đó chừng nửa khắc, mọi người chia nhau cùng rời khỏi đại điện, cứ hai người lập thành một đội được một vị trưởng lão của Thánh Khôi Môn dẫn đường, phi độn tới mấy hòn đảo bên ngoài. Giao thập ngũ đạo hiếu, chúng ta cũng đi thôi. Lân cử bước lên nói với Hàn Lập, Hàn Lập chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Hai người được một lão giả dâu tóc bạc trắng dẫn đường, bay vút về một hòn đảo nằm ở hướng Tây Nam. chương 283, Bạch Gia Lão Tổ. Sau đó một lát, bọn ba người Hàn Lập bay tới phía trên một hòn đảo hình tròn rồi đáp xuống. Diện tích đảo không lớn, chu vi chừng vài trăm dặm, trên đảo ngoài mấy ngọn núi thấp và một cái hồ nước nhỏ thì cũng không có bao nhiêu cây cỏ, nhìn có vẻ hoang vu. Trên mấy ngọn núi đó và bên cạnh hồ nước, có thể thấy vài công trình kiến trúc màu đỏ. Khu vực trung tâm đảo, mặt đất gập ghềnh, ở khắp nơi đều có bố trí những vết lõm hẹp dài chừng một trượng, những vết lõm này liên kết với nhau tạo thành một đồ văn hoàn chỉnh, ở vị trí chính giữa là một tòa tháp tròn màu trắng cao chừng trăm trượng, mặt ngoài tháp cũng có khắc những phù văn dày đặc. Lão giả râu tóc bạc trắng dẫn hai người Hàn Lập đi nhanh tới trước tháp tròn. Bốn phía xung quanh tháp tròn đang có khoảng hơn trăm tu sĩ, chúng chia thành ba đội thay phiên nhau tuần tra canh gác, lúc này nhìn thấy lão giả râu tóc bạc trắng, cả bọn lập tức dừng bước rồi nhao nhao cùng thi lễ với lão. Ở cửa vào tháp tròn đang lập lè phát ra một màn sáng, tất nhiên cũng có tầng cấm chế tương tự, lão giả lấy ra một lệnh bài của thánh khôi môn, lệnh bài phát ra một đạo bạch quang làm triệt hồi cấm chế, đưa ba người bước vào trong. Vào tới bên trong, Hàn Lập phát hiện ra không gian trong tháp có vẻ lớn hơn so với lúc từ ngoài nhìn vào. Trong tháp sáng trưng, trên các cách tường có khắc hơn chục đạo phù văn cực lớn hình giọt nước, ở giữa mỗi phù văn đều khảm một viên linh thạch óng ánh màu xanh thấm, phẩm chất cao dai trở lên. Trên vách tường có những đường vân núi tiếp nhau chạy từ trên xuống dưới, tất cả đổ về một bệ đá hình vuông cao cỡ nửa người ở dưới lòng đất, trên mặt bệ đá có khắc trận bàn điều khiển pháp trận, lúc này nó đang phát ra một tầng bạch quang nhẹ nhẹ. Vòng quanh bệ đá là tám bệ đá nhỏ hơn khảm trong vách tường, ngồi bên trên là tám tên tu sĩ đại thừa, cả đám đều đang ở trạng thái nhắm mắt điều tức, không quan tâm gì tới sự xuất hiện của ba người. Bên cạnh bệ đá còn có một thanh niên có bộ dáng như tiểu phu đang đứng, dường như cũng là tu sĩ đại thừa, gã đang nheo mắt quan sát trận bàn, vẻ mặt lơ đáng, khi cảm nhận được đám người Hàn lập nhập tháp, gã mới hồi phục tinh thần và hỏi. Trừ trưởng lão, người không phụ trách cấm địa phía sau núi hay sao mà lại chạy tới đây? Tề trưởng lão, đây là hai vị đạo hiếu được phó môn chủ mời tới trợ giúp, họ sẽ đóng chốt ở đây cùng với ngươi, ta chỉ phụ mệnh đưa họ tới mà thôi. Lão giả đáp lời, đã rõ, nam tử có bộ dáng tiểu phu gật đầu và nói lão giả dâu tóc bạc trắng nói tiếng cáo tử rồi xoay lưng đi luôn tại hạ là tề hành hai vị tiền bối tên gọi là gì tề trưởng lão thi lễ trước hai người hàn lập rồi hỏi lân cửu lân cửu chỉ vào nghi tâm trên mặt nạ của mình rồi đáp sao thập ngũ hàn lập cũng đáp ánh mắt của hắn quan sát tên trưởng lão có hình dáng tiểu phu này một lúc trong nội tâm phát sinh một cảm nhận quen thuộc tuy nhiên nhất thời cũng chưa nhớ ra chắc chắn là đã từng gặp tên này hay chưa sau khi hàn huyên dăm ba câu Ba người cũng không muốn tán dóc nhiều, Tề Hành nói: "Hai vị tiền bối, ở trên hòn đảo giữa tiểu hồ có bố trí mấy cái động phủ tạm, hai vị có thể nghỉ ngơi ở đó. Trong thời gian ở đây, hai vị không bị hạn chế gì cả, chỉ cần chú ý không để va chạm vào mấy cấm chế là được. Tại hạ phải tập trung canh giữ ở đây nên không đưa hai vị qua bên đó được." Hai người Hàn Lập nghe vậy liền cáo từ, rời khỏi tháp tròn tới chỗ tiểu hồ. Sau khi tự mình cân nhắc, hai người chọn hai động phủ ở hơi xa nhau. Một ở phía đông và một ở phía tây tiểu hồ. Bên phía đông có rừng cây khá rậm rạp, một tòa viện ba lầu tường đỏ, lập ngói đen tọa lạc ở đây. Hàn lập tới trước cửa dẫn vào trong sân, hắn quan sát thấy trên cửa lớn cũng có khắc mấy đạo phù văn, hiển nhiên là cũng có bố trí cấm chế. Tuy nhiên lúc nãy Tề Hành đã nói rõ không có sự hạn chế nào nên hắn bước lên bậc rồi phất nhẹ tay vào cánh cửa. Quả nhiên cánh cửa phát ra hào quang rồi một tiếng két vang lên, cánh cửa mở ra. Vào trong nội viện, hàn lập thấy cách bài trí cũng không khác ngoài thế tục bao nhiêu tuy nhiên cũng có một vài phù văn pháp trận được bố trí ở vài nơi kín đáo ví dụ ở chỗ chân bàn đá trong sân có một pháp trận địch trần nhỏ cứ sau một thời gian pháp trận sẽ tự hành quét sạch đám cành mục lá khô hay bụi đất ở gian phòng phía trên có hai người hầu một nam một nữ đang đứng nhìn tuổi tác cũng chưa lớn làn da trắng trẻo môi đỏ răng trắng nhìn rất bắt mắt tuy nhiên hàn lập nhận ra đây không phải người thật chỉ là hai khôi lỗi hai khôi lỗi này chỉ có tư cách người hầu nên đương nhiên phẩm cấp không thuộc loại cao cấp tuy nhiên công nghệ chế tác đúng là có chỗ độc đáo sau khi quan sát một hồi hàn lập cũng không thể không vỗ tay tán thường hàn lập vốn có tạo nghệ khá cao về khôi lỗi chi thuật tuy nhiên so với linh giới thì tài liệu chế tác và công nghệ của tiên giới là hoàn toàn khác biệt vì vậy hắn có thể tận dụng cơ hội này để học hỏi thêm vài điều muốn khôi phục giải đạo nhân như lúc đầu thì với trình độ khôi lỗi chi thuật trước đây của hắn thì gần như chắc chắn là không đủ thời gian trôi qua thoáng chốc đã hơn hai năm trong thời gian này thánh khôi môn vẫn yên ổn địch nhân chưa thấy đâu tuy nhiên toàn bộ tông môn lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng nghinh đại địch hệ thống phòng thủ không phút nào lơi lỏng tuy nhiên trong lòng bọn người vô thường minh cũng bắt đầu có chút thả lỏng hàn lập và lân cửu đang bước sánh vai dạo bên con đường nhỏ ven hồ cả hai đang đi về phía ngọn núi thấp giao thập ngũ đạo hiếu đã qua hơn hai năm mà chả có động tĩnh gì có khi nhiệm vụ lần này lại được hoàn thành một cách quá nhẹ nhàng cũng nên lân cửu vừa cười vừa nói giọng điệu mang vẻ nhẹ nhõm nếu cứ yên bình như vậy tới hết thời gian thì tất nhiên là quá tốt rồi hàn lập ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rồi cũng cười và đáp hơn hai năm qua hắn đã xem xét khá kỹ lưỡng toàn bộ sơn thủy cả hòn đảo ngay cả mấy cỗ khôi lỗi và pháp trận được giấu kín cũng bị hắn xem xét kỹ càng sau đó hắn còn tới tháp tròn quan sát những phù văn trên đó cũng giao tiếp ngày càng nhiều với tề hành hai người còn vô tình nói chuyện một số vấn đề liên quan tới khôi lỗi chi thuật Tề Hành có tu vi không cao nhưng kiến thức về khôi lỗi chi thuật lại rất sâu, gã trò chuyện khá thoải mái vui vẻ với Hàn Lập, tuy nhiên những bí mật, bí sự của tông môn thì gã luôn thủ khẩu như bình, không bao giờ lộ ra chút nào. Cùng lúc này, trong một mật thất trên đảo chủ Thánh Khôi môn, vị phó môn chủ trong bộ cung trang màu thủy lam đang ngồi trên một cái ghế đá, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã không còn bị che bởi tấm mạng, hai mắt nàng hiện lên vẻ nhu hòa. Ngồi trước mặt nàng chính là Bạch Tố Viện lúc này cũng không đeo mặt nạ thỏ mà dùng chân thân. Tố Việt, không phải ta nhẫn tâm bỏ mặc sự sinh tử của gia tộc, ta có nổi khổ tâm riêng. Năm đó sau khi ly khai trúc Long Đạo, rời đại lục cổ vân, ta đã đoạn tuyệt toàn bộ mối liên hệ ở đó, bao nhiêu năm qua chưa hề đặt chân lại lần nào. Nữ tử cung trang đang nói bằng giọng điệu mang vẻ ái náy. Đã đoạn tuyệt liên hệ, vậy sao còn cho người tới tìm ta? Bạch Tố Viện hỏi, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nữ tử ở trước mặt chính là tổ tiên Bạch Phụng Nghĩa của nàng, tới giờ này nàng vẫn chưa thể thân mật được, cứ nghĩ tới chuyện ông nội vì cứu nàng thoát khốn nên bị thiên ma sát hại là nàng lại không thể nuốt trôi. Nếu người đang ngồi trước mặt nàng năm đó không mất tích hoặc có thể đoái hoài chút xíu tới gia tộc thì đã không phát sinh những thảm kịch kia, ông nội có khi cũng không phải chết. Việc này cũng không thể trách Phụng Nghĩa được, chuyện dối rắm năm xưa không thể chỉ nói bằng vài câu, ta đây với tư cách là sư phụ lẽ ra phải chịu trách nhiệm chính. Lân Tam vốn dĩ im lặng đứng xoay lưng về phía hai người, lúc này mới quay lại và cất tiếng thở dài. Lúc này nàng cũng không đeo mặt nạ hồ ly màu đỏ, ngũ quan trên mặt đẹp như tranh vẽ, hai hàng mi ẩn ẩn nét phong tình, mắt ngập tràn mỹ ý, nàng chính là Vân Nghê, một trong 13 vị đạo chủ kim tiên của Trúc Long Đạo. Sư phụ, sư tôn, Bạch Phụng Nghĩa và Bạch Tố Viện đồng thời nói, đồ nhi ngốc, năm đó người nghĩ rằng mình bỏ đi thì sẽ thành toàn cho hai bọn ta, Ngươi có biết rằng tên kia không chỉ là kẻ phụ tâm và còn là tên nhát gan nữa, lần này ta muốn hắn đi cùng tới giúp ngươi thì hắn trả lời rằng không biết phải đối mặt với ngươi ra sao nên không dám tới. Vân nghe cười gượng rồi nói tiếp, vậy là đúng tác phong của hắn rồi. Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy thì khẽ cười, miệng thì thào vài tiếng. Sư Tôn, hai người đang nói tới ai vậy? Bạch Tố Viện không nhịn được tò mò, cất tiếng hỏi. Trước kia là vị tiên nhân Tuấn lang áo trắng, hiện nay thì chỉ còn là lão tử quỷ lôi thôi nhếch nhác không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới đã muốn nổi nóng rồi. Trong mắt Vân Nghê lóe lên một tia hàm tiếu khó hiểu, nàng cất giọng mắng. Lại giận yêu rồi, trong lòng thì quan tâm tới hắn mà ngoài mặt thì cong cớn, đúng là bộ dáng của sư phụ vẫn y hệt năm xưa, không có gì thay đổi. Bạch Phụng Nghĩa chứng kiến cảnh này thì trong lòng khẽ buông tiếng thở dài. À mà hơn hai năm qua rồi vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào, có khi phát sinh biến hóa gì đó rồi chăng? Vân Nghê khẽ thở dài rồi chuyển qua đề tài khác. Những tin tức hơn hai năm trước đều rất đáng tin cậy, không thể giả được. Đối phương ẩn núp càng lâu thì khi ập tới sẽ càng hung mãnh. Bạch Phụng Nghĩa nhăn mày và đáp lời: Nếu hơn một năm nữa bọn chúng mới tới xâm phạm thì dù có thông qua vô thường minh cũng không thể huy động lượng tu sĩ chân tiên cảnh nhiều như bây giờ. Lúc đó người có kế sách gì không? Vân nghe hỏi tiếp, lúc đó môn chủ đã về tới nơi rồi. Với thực lực của lão, cộng thêm bộ tiên khôi lỗi kia thì dù vô thường minh không trợ giúp thì cũng có thể đối phó với nguy cơ lần này. Bạch Phụng Nghĩa nói, Vân Nghê nghe vậy thì khẽ gật đầu, nàng đang định nói tiếp gì đó, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi hẳn. Ngay sau đó, những âm thanh lôi bạo nổ vang trời, cả gian mật thất chấn động kịch liệt. Vân Nghê liếc Bạch Phụng Nghĩa một cái rồi vung tay lên, mặt nạ hồ ly màu đỏ hiện ra trùm kín mặt. Bạch Tố Viện thấy vậy cũng lấy mặt nạ ra đeo, sau đó ba người vội rời mật thất. chương 284, một thế lực ngầm khác. Bầu trời bán kính ngàn giảm tính từ tâm là đảo chủ thánh khôi môn, trời đang trong xanh yên ả bỗng nhiên nổi trận phong vân, mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới phủ kín cả mấy trăm dặm rồi hạ dần xuống thấp, dường như mây gần chạm mặt biển. Bầu trời phía trên vùng biển vô cùng u ám, như thời điểm xế chiều vậy, cuồng phong gào thét trên mặt biển, gió mạnh tạo ra từng đợt sóng cao, cứ như một cơn bão lớn chuẩn bị ập tới. Ba người vân nghe tới quảng trường bên ngoài mật thất, phóng mắt nhìn lên trời chỉ thấy mây đen cuồn cuộn như vô cùng vô tật, bên trong ẩn ẩn có sấm chớp nháy động, mấy chục chiếc linh chu kim hắc cực lớn như những tòa thành đang chấn ở lối vào biển mây, phía trên linh chu nhung nhúc người đứng chật cứng. Những chiếc linh chu này có vẻ ngoài hơi khác mấy linh chu phổ biến dùng phi hành, bên trên nó có những tòa đài màu đen cao hơn chục trượng, trên đài khắc đủ loại phù văn dày đặc, nhìn giống như pháp trận trên những tế đàn. Bạch Phụng Nghĩa thấy cảnh này thì biến sắc, tay nàng vung lên, một trận bàn bằng đá hiện lên trước mặt, ngón tay điểm vài cái rồi nhanh chóng quyết định, truyền lệnh xuống, mau truyền lệnh, mở cấm chế ra, chuẩn bị nghênh địch lệnh của nàng vừa ban ra, toàn bộ đảo chủ thánh khôi môn và tám đảo phụ cận lập tức vang lên những thanh âm bén nhọn rồn rập. Ngay sau đó, những cột đá xám trắng vốn đứng lặng yên ở giải rác trên đảo lập tức phát ra linh văn sáng ngời, hào quang trói lọi, toàn bộ trận đồ khác trên bề mặt đảo cùng với những pháp trận khác trên các công trình kiến trúc đều bắt đầu chuyển vận. Những thanh âm ầm ầm vang lên khắp nơi, đảo chủ bắt đầu chấn động kịch liệt, địa hình bề mặt xuất hiện những biến hóa long trời lở đất. Trên đỉnh núi cao nhất ở chủ đảo, bụi mù cuồn cuộn, cả ngọn núi đang từ từ chìm xuống tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, mấy trăm chiếc phi chu màu vàng óng, thân phủ đầy linh văn bay lên trời xếp thành trận địa sẵn sàng nghinh địch. Ở khúc quanh của con sông, nước đang chảy bình thường bỗng bị hút hết vào một thông đạo dẫn vào lòng đảo, lòng sông lộ ra phát kim quang sáng ngời, một con khôi lỗi như dị thú ngoan quy hiện thân, phù văn trên thân nó sáng rực phát ra thanh quang ngập trời, những chấn động thủy linh lực bộc phát ra khắp không trung. Trong rừng rậm thuộc tầng thứ hai của đảo, những tiếng cây đổ vang lên không ngừng, những khôi lỗi dị thú nhìn như hổ báo trào ra tiến tới sát rìa tầng 2, cả đám ngửa cổ lên trời và gào rú. Mấy tên trưởng lão chân tiên đang từ khắp nơi trên đảo chạy vội tới quảng trường, mỗi người mang theo hơn chục tên đệ tử và trăm con khôi lỗi hình người nhanh chóng tập kết lại. Những khu vực trọng yếu trên đảo đều có trưởng lão chân tiên dẫn đầu các đệ tử và đại quân khôi lỗi tỏa chấn, tạo thành thế phòng thủ nghiêm mật. Từ lúc xuất hiện dị tưởng tới giờ chỉ khoảng hơn 10 tức thời gian, tất cả cấm chế trên đảo chủ đã được kích hoạt xong, toàn bộ lực lượng bắt đầu chuyển vận. Cùng lúc đó, ở vùng biển xung quanh đảo chủ cũng đang rung chuyển kịch liệt, nước biển dâng trào cuồn cuộn tạo ra những vòng xoáy nước khổng lồ bao kín tám hòn đảo. Bên trong xoáy nước, bạch quang đại thịnh, những tháp tròn vốn đứng yên trên các đảo giờ này gần giống như những ngọn hải đăng đang phóng hào quang sáng trói ra tứ phía, cả vùng biển được chiếu rọi bởi ánh sáng trắng như tuyết. Hàn Lập và Lân Cửu đã có mặt ở quảng trường ngay trước tháp tròn từ lâu, xung quanh hai người tập trung các tu sĩ thánh khôi môn, làm quang chớp chớp trên hai mắt hàn lập, hắn nhìn xuyên vào trung tâm đám mây đen và có thể thấy rõ mặt đám người ẩn trong đó. Những người này đều mang vải đen che mặt, người khoác áo choàng đen có kiểu dáng tương tự áo của lân cửu, tuy nhiên ở hai ống tay và chỗ cổ ảo có thêu những viền vàng, trên ngực áo có thêu một đồ án hình thập tự. Hàn lập không lạ gì cái đồ án thập tự kia, năm xưa hắn lấy được cái lệnh bài thập phương lâu của bình giao tử đã từng nhìn thấy nó. Không thể tưởng tượng được chính là bọn người thập phương lâu. Sắc mặt họ hàn khá phức tạp, hắn lẩm bẩm Chính xác mà nói thì bọn kia không phải là người của thập phương lâu mà là những người được thập phương diệt sát lệnh triệu tới. Lân cửu trầm ngâm một lát rồi nói, ồ, xin lân cửu đạo hữu chỉ điểm cho. Hàn lập hỏi lại với giọng ngờ vực, thập phương lâu là một đại thế lực ngầm của tiên vực Bắc Hàn, bản chất của nó không khác vô thường minh bao nhiêu. Tuy nhiên sinh ý chính của chúng là ám sát và bán thông tin tình báo, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, tầm tập lệnh, giảo sát lệnh đều trong phạm vi kinh doanh của chúng. Nhiệm vụ của chúng đưa ra và tiếp nhận không chỉ dành cho thành viên nội bộ mà còn dành cho cả người ngoài. Nói cách khác là bất kỳ ai chỉ cần trả đủ tiền là được quyền phát ra nhiệm vụ, cũng như bất kỳ ai tự thấy có đủ thực lực là có thể tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần hai bên thống nhất với nhau là coi như đã là thành viên sơ giai của thập phương lâu. Vì thế tổ chức của chúng không chặt chẽ bằng vô thường minh, các mối quan hệ bên trong lại càng trồng chéo, dối rắm. Lần cửu cất lời giải thích nói vậy thì người của vô thường minh cũng có thể ban bố hoặc tiếp nhận nhiệm vụ của thập phương lâu bọn kia dường như cùng nhận được cái gì thập phương diệt sát lệnh nên mới tụ hợp lại đúng không hàn lập suy nghĩ một chút rồi lại hỏi đúng thế để có một lệnh đồ sát diệt môn được thập phương lâu ban ra thì vô cùng tốn kém khi lệnh đã ban ra thì dường như toàn bộ trong phạm vi tiên vực sẽ triệu tập lực lượng tấn công tiêu diệt một tông môn hay thế gia nào đó những kẻ tham dự vụ diệt sát cướp được cái gì thì được giữ hết sau đó cũng không lo bị truy cứu trong mắt lân cử toát lên vẻ ngưng trọng, gã lên tiếng giải thích. Hàn lập nghe vậy, trong lòng hiểu ngay điểm đáng sợ ở đây, sức hấp dẫn quá lớn đối với quần thể tán tu cực đông, nhất là bọn tu sĩ thiếu thốn tài nguyên tu vi dưới đại thừa bị sức ép thọ nguyên sói mòn dần nên sẽ nhân cơ hội như thế này liều thân một phen. Lúc nhập hội lại được thế lực thập phương lâu bảo kê nên chẳng phải lăn tăn điều gì về sau, bọn chúng sẽ hung tàn hơn hết, ra tay tàn nhẫn hơn với các tông môn thế gia, nguyên nhân ở đây một phần là vì cướp của lấy tài nguyên tu luyện, mặt khác để xả nỗi hận ghen ghét hàng ngày dồn nén trong người. Huống hồ thánh khôi môn làm ăn bao năm như vậy, chỉ tính riêng việc buôn bán khôi lỗi đã tích góp được mớ gia sản khổng lồ, sợ rằng trong mắt bọn chúng, đây đúng là một khối thịt béo ngậy to bự. Trong lúc hai người đang nói chuyện, mặt đất dưới chân bỗng run lên bần bật, những rãnh lõm trên mặt đất như có ngân tương sóng sánh chuyển sộng phát ra bạch quang đậm đặc như thực chất. Những âm thanh ầm ầm vang lên khắp đảo nhỏ, xung quanh quảng trường xuất hiện một khe nứt cực lớn tách phần phụ cận bạch tháp riêng ra. Khoảng đất bị tách rời lúc này đang không ngừng nổi lên cao mấy trăm trượng. Hàn lập phi thân lên cao rồi đứng quan sát hòn đảo. Hắn phát hiện ra phần tách rời của đảo đã hóa thành một khôi lối khổng lồ bằng đá. Khôi lối thân hình như võ sĩ, thân làm bằng đá trắng như ngọc, cứng như kim cương. Tay nắm một thanh cự đao ngân sắc dài mấy trăm trượng, trải khắp bề mặt đao là những linh văn, từ đó phát ra những chấn động liên hồi, cảm giác vô cùng sắc bén. Những hòn đảo bên cạnh cũng đang diễn ra cảnh tượng tương tự lần lượt hóa thành những khôi lối khổng lồ cao gần ngàn trượng có con nhìn như man hoang cự viên có con như thạch khải cự nhân có con như tuyết liên hoang lang mỗi con một vẻ khác nhau hơn nữa hình dạng và màu sắc linh văn trên thân mỗi con khôi lối cũng khác nhau có cái hình vòng tròn màu vàng từng vòng bao phủ bên ngoài có cái như giải lụa đỏ quấn quanh thân và hai tay có thì màu đen xì như một hình xăm trên ngực lúc này bên trong đám mây đen trên không trung trên một linh chu màu đen xì ở tiền đồn có ba bóng người đứng sóng vai ở giữa là một tên khoác áo choàng trùm đầu, trên mặt có một vết sẹo cực lớn kéo dài từ thái dương qua trán, tới đuôi mắt phải rồi kéo xuống tận gò má bị che bởi tấm vải đen. Bên phải tên đó là một tên nam tử trẻ tuổi cao gầy, không đeo kiếm, đầu không đội mũ cũng không choàng áo trùm đầu, chỉ bịt nửa mặt bằng tấm vải đen, nửa gò má lộ ra trắng nõn như ngọc, đôi mày rậm kéo dài tới tóc mai, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua đã thấy phong thái chắc việt. Hai tên này khí thức đều cực kỳ hùng hậu, chúng là những tu sĩ kim tiên cảnh tên còn lại thân cao gần trượng, sắc mặt vàng vọt, tên này mang áo choàng trùm đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ một cái vòng sáng bóng bằng kim loại màu xanh xám ở trên trán, tất nhiên đó là một loại vòng kim cô nào đó. Tên này chỉ có tu vi chân tiên đỉnh phong, nhưng có thể đứng ngang hàng với hai tên kim tiên thì cũng đủ thấy thân phận của gã không hề tầm thường chút nào. Hắc hắc, những sắp đặt của thập phương lâu chúng ta như thế này có làm thỏa mãn lục cơ đạo hữu hay không? Tên mặt sẹo vừa cười hắc hắc vừa hỏi tên đeo kiếm. Lần này tốn một cái giá quá đắt cho thập phương lâu là vì nhìn chúng tầm ảnh hưởng của bọn ngươi, có thể tập hợp ra đông người như vậy có phần tốt hơn cả mong đợi rồi. Tuy nhiên đám người này tu vi lộn xộn nhỉ, như là một đám quân ô hợp không chính quy, thử hỏi có được mấy phần chiến lược đây. Tên đeo kiếm đáp lời bằng giọng lạnh lùng, không tính ba tên này thì có khoảng 2, 3 ngàn người trên các chiến hạc, tu sĩ chân tiên cảnh có bốn chục tên, còn lại phần đông là đại thừa, ngoài ra còn có một số lượng lớn tu sĩ hợp thể, thậm chí có cả luyện hư, đúng thật là một đội quân ô hợp. Ha ha, những kẻ này phần lớn là tán tu ở nơi sơn giã, mỗi bước tu luyện đều trải trăm trận chém giết. Nếu cùng tu vi thì chiến lược của bọn chúng không rời nào yếu hơn bọn gia hỏa thánh khôi môn chỉ quanh năm điều khiển khôi lỗi kia. Tên mặt sẹo vừa cười vừa nói, tại đương trường giờ này nhị vị còn nói những chuyện phiếm đó, hình như có phần thừa thải đúng không nào. Huyết hàn đạo huynh, ta còn có nhiệm vụ được sư tôn giao phó ở đại lục cổ vân nữa, chúng ta mau chóng giải quyết tình hình ở đây thôi tên mặt vàng vọt bỗng mở miệng nói trọng loan đạo hữu chớ vội vừa rồi chỉ là đòn công kích thăm dò thôi đợi hệ thống phòng ngự của chúng lộ ra hết coi có khớp với những thông tin tình báo của chúng ta hay không rồi sau đó cứ theo kế hoạch mà làm ta chỉ nhắc là sau khi đánh vào sâu bên trong thánh khôi môn đạo hữu đừng quên những điều đã nói trước đây là được tên mặt sẹo vừa cười vừa đáp đạo hữu yên trí tên mặt vàng vọt trả lời bằng giọng lạnh nhạt chương 285, tấn công phá trận, tên mặt sẹo nghe vậy, từ từ xoay người lại, một tay vung lên rồi hạ lệnh dứt khoát. Bày trận, tấn công, vâng, mấy gã ở sau lưng tên này đồng thời lên tiếng, phi thân đi ngay. Sau đó một lát, mấy chục chiếc linh chu ở trung tâm đám mây đen bỗng lao xuống, có chiếc tiến lên trăm trường, có chiếc lùi lại trăm trường, có chiếc phút qua trái, có chiếc tạt qua phải, dường như đang triển khai bài binh bố trận rất nhanh sau đó những chiếc linh chu trên không trung đã xếp thành một thế trận hình tròn cùng với những tiếng ngâm tụng như đại lữ hồng trung vang lên mấy chục đài cao màu đen trên những linh chu cùng nhau rung rung những đường vân kim sắc khác phía trên mặt đài bắt đầu phát hào quang từ đó chuyển ra những chấn động mãnh liệt một tiếng ầm rất lớn vang lên tất cả đài cao trên linh chu đều chấn động mạnh rồi phóng ra hơn chục quang trụ màu vàng kim nối thẳng lên biển mây trên bầu trời đen kịt trong biển mấy liền hiện ra từng sợi kim quang rồi nhanh chóng bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một hư ảnh vòng tròn khổng lồ chu vi ngàn trượng, trên đó có những đường vân dày đặc, không ngừng phát ra từng đợt kim quang chói lóa. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn như sét đánh liên tiếp vang lên. Cả biển mây như sôi sùng sục, mây mù chuyển vận điên cuồng, từng viên hỏa cầu kích cỡ như những cái cối say bắn phụt ra từ hư ảnh vòng tròn. Với kim diễm bốc cháy hừng hực trên bề mặt, chúng giáng thẳng xuống đại trận của đảo chủ thánh Khôi Môn và tám hòn đảo xung quanh cả trăm ngàn hỏa cầu kim sắc kéo theo cái đuôi lửa dài dồn dập lao xuống như sao rơi, mưa lửa, khí thế thật kinh người. Cả không gian như bị đốt cháy, kim quang trói mắt bao phủ khắp nơi. Đám mây đen kịt khổng lồ lúc này như được phủ một lớp áo choàng kim sắc. Đám hỏa cầu rơi xuống độ cao chừng vạn trượng trên không trung đảo chủ thì đột nhiên đụng phải một bức tường vô hình, tất cả đều bị nổ tung, bắn ra tung tóe muôn vàn hỏa tinh kim sắc. Cùng với những tiếng nổ lớn liên tiếp trên không, một quang mạc trong suốt hình bán cầu hiện ra, bề mặt có thanh quang chấp động, những đường vân hình sóng dày đặc đang hiện ra liên tục ở những điểm va chạm với hỏa cầu, như những con sóng nhỏ nhấp nhô liên hồi. Trên quang mạc xuất hiện liên tiếp những chỗ lõm sâu thật lớn, thanh quang lập tức bắn ngược lên giúp khôi phục nguyên trạng, kiên cường ngăn cản những đợt tấn công liên tục của hỏa cầu. Trên quảng trường ở đảo chủ thánh Khôi Môn, mọi người đều đang chăm chú ngước đầu nhìn lên không trung, sắc mặt lộ vẻ căng thẳng. Quy mô tấn công cỡ này chắc sẽ không duy trì được lâu, đại trận phòng ngự của các ngươi liệu có thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa? Vân Nghê đang đứng sóng vai với Bạch Phụng Nghĩa ở tiền tiêu, nhìn những linh chu ở xa và hỏi. Nếu cường độ công kích chỉ có như vậy thì có lẽ không sao, chỉ sợ rằng. Bạch Phụng Nghĩa đánh giá tình hình một chút, rồi đáp. Nàng vừa dứt lời thì trên hư ảnh vòng tròn bên trong đám mây đen linh văn chuyển động, âm thanh chợt tắt, thế công xuống dưới dừng lại. Thật không ngờ lại ngắn ngủi vậy sao? Trong lòng mọi người đều nổi lên một câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh vòng tròn kim sắc lại bắt đầu xoay tròn, kim diễm bốc lên rừng rực. Từng đám hỏa cầu kim diễm to lớn hơn lại tiếp tục giáng xuống, tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi, uy áp của đợt công kích tăng lên khủng khiếp. Những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, viên hỏa cầu kim diễm đầu tiên phang mạnh xuống, quang mạc đại trận phòng ngự rung lên liên tục, lún xuống thành một cái hố lõm rất lớn. Những rung động trên bề mặt lúc này không còn là những gợn sóng lăn tăn nữa mà đã thành những con sóng dữ cuồn cuộn không cho đại trận phòng ngự kịp hồi phục hàng trăm hỏa cầu kim diễm phang xuống liên tiếp đại trận phòng ngự bị biến dạng nghiêm trọng có vẻ sắp vỡ tới nơi xem ra không trụ được thêm bao lâu nữa lát nữa đánh trực diện ta chỉ có thể ngăn tối đa một trong hai tên kim tiên tên còn lại ánh mắt phân nghê ngưng lại nàng cất lời ta sẽ nghĩ cách ngăn tên còn lại lực lượng tu sĩ phe ta cộng với khôi lỗi có nhân số nhiều hơn chúng chỉ cần tận dụng thời cơ nhanh chóng diệt vài tên chân tiên cảnh của đối phương là tinh thần bọn chúng sẽ xuống nhanh Bạch Phụng Nghĩa tiếp lời, không tệ, bọn này bình thường là bầy sói nhưng khi tình thế chuyển biến xấu sẽ chia rẽ ngay. Vì vậy, ta phải bung sức ngay từ đầu, chỉ có cách mau chóng áp chế đối phương mới có thể giành chiến thắng. Vân Nghê dặn dò, Bạch Phụng Nghĩa gật đầu, hai tay vung lên lấy ra một trận bàn, 10 ngón tay liên tục bấm, rồi môi mấp máy chuyển lệnh tác chiến xuống dưới. Tại chiến hạm trên không, tên mặt sẹo đang quan sát đại trận, khi thấy hơi ngoài dữ liệu thì nói, không thể ngờ được pháp trận hộ tông của thánh khôi môn lại chắc chắn hơn mấy phần so với dự kiến của ta. Lục cơ đạo hữu chỉ bằng phiền ngươi xuất thủ, phá vỡ sớm đi. Tên đeo kiếm không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, sau đó chuyển mình lướt lên rời khỏi linh chu, đứng lơ lửng trên không. Gã thò tay giúp trường kiếm ngân sắc khỏi hông, một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay vung chui kiếm lên một cách nhẹ nhàng. Một tiếng keng vang lên, trường kiếm ngân sắc rời vỏ, vụt bay lên không trung xuyên qua đám mây đen. Một vòng kiếm khí trắng như tuyết có thể thấy rõ bằng mắt thường, giống như một cơn bão tuyết cuồn cuộn bao quanh thân kiếm, trong nháy mắt đâm lên bầu trời đen tạo ra một khoảng trống to lớn rộng mấy trăm trượng. Một đạo ánh sáng chói lòa từ khoảng trống đó bắn ra, chiếu rọi khắp xung quanh, ánh sáng ngời chiếu vào thân gã trông như kiếm tiên hạ phàm, với vẻ phong lưu tiêu sái, làm cho dường như tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều bị hút hết vào gã. Ở gần đảo chủ, Hàn Lập đang ở bên con khôi lỗi khổng lồ, ánh mắt hắn dõi theo khoảng trống khổng lồ trên bầu trời kia chỉ thấy kiếm bay lên rất lâu mà không hề rớt xuống. Thế kiếm này đúng là kinh thế hãi tục khó diễn tả hết bằng lời, tuy nhiên Hàn Lập vốn dùng phi kiếm làm bổn mạng chi vật nên đương nhiên cũng có thể nhìn ra một vài điểm khác biệt. Kiếm khí xung quanh phi kiếm đã ngưng tụ thành thực chất, vô cùng sắc nhọn, trước giờ hắn chưa thấy lần nào. Trong lòng hắn cảm nhận có vẻ khi kiếm này chạm xuống sẽ khiến mảnh thiên địa xung quanh phải tan nát. Quả nhiên sau đó một lát, ngân quang đại thịnh che mờ mây đen, những âm thanh như tiếng sấm sét truyền ra liên tục, một cỗ khí thức kinh người phóng ra khỏi tầng mây. Lam quang trong mắt hàn lập lóe lên, hắn nhìn thẳng lên trên không. Chỉ thấy một đạo kiếm quang như tuyết trắng dài hơn ngàn trượng, giống như một tòa tuyết sơn khổng lồ đứng sừng sững trong đám mây đen, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng, thế mạnh như tuyết lở, những tiếng nổ vang lên liên tục. Sau một khắc, kiếm quang như tuyết trắng nghiêng đổ xuống giống như cả tòa tuyết sơn sụp đổ, ập xuống biển mây đen. Từng tầng mây đen đụng phải kiếm quang đều tan ra như băng tuyết tan chảy, không gian bị tách ra thành một lỗ hổng lớn rộng hơn vạn trượng. Đạo kiếm quang tuyết trắng kia như muốn hủy diệt cả thiên địa nơi này. Nó chạm thẳng xuống quang mạc phòng ngự vốn đã bị đám hỏa cầu oanh tạc làm biến dạng thê thảm. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đại trận phòng ngự bị chém toạc ra một khe hở khổng lồ, nhanh chóng mở sâu xuống hơn trăm trượng, vẫn chưa ngừng lại mà tiếp tục phá sâu thêm. Quang mạc như tên bay hết đà, gợn sóng nổi lên không ngừng nhưng cũng không thể hồi phục được, cuối cùng một tiếng nổ ầm phát ra, biến thành những điểm tinh quang tan biến vào hư không. Đạo kiếm quang tuyết trắng sau khi phá tan đại trận vẫn còn dư lực bổ thẳng xuống dưới. Trên đảo bỗng đầu xuất hiện một đạo bạch quang sáng ngời phóng lên không trung tạo thành một đóa tuyết liên hoa cực lớn đón đầu đạo kiếm quang. Pha chạm xảy ra ở độ cao mấy ngàn trượng trên không trung tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Một cỗ khí lãng cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng, vùng biển bán kính ngàn dặm nổi những con sóng điên lên cuồng, thanh thế khủng khiếp trời long đất lở. Trên mấy chục linh chu giữa đám mây đen, bọn người thập phương lâu nhìn thấy đại trận phòng ngự bị phá vỡ, cả đám hò reo sung sướng, trong mắt hiện rõ vẻ thèm khát nóng rực, cứ như một đống linh thạch khổng lồ đã dâng lên trước mắt để cả lũ tha hồ cướp đoạt. Ha ha, đại trận hộ tông của Thánh Khôi Môn đã bị phá, sau đây có thể hưởng được bao nhiêu chỗ tốt đều do bản lãnh của chư vị. Tên mặt sẹo cười lớn rồi quát to, âm thanh vừa dứt, những tiếng hò reo lập tức vang trời, ngay sau đó những bóng người vụt lao xuống từ linh chu, cứ như một đàn quả đen đói khát lâu ngày lao thẳng xuống các nơi trên đảo chủ. Thời điểm mấy ngàn tên tu sĩ tiếp cận gần tới đảo, trên tám con khôi lối khổng lồ ở tứ phía quanh đảo chủ, Linh Văn ngay lập tức ngời lên phát ra hào quang chói sáng. Những quang trụ to cỡ 10 trượng phút lên từ các tháp tròn trên đỉnh đầu khôi lối, hướng về phía đảo chủ, sau khi đan chéo vào nhau, tạo thành một quang mạc rực rỡ nhiều màu, lại một lần nữa bao phủ toàn bộ đảo chủ. Gần trăm tên tu sĩ thập phương lâu xông lên trước tiên, lúc này vội khựng người lại nhưng đã không kịp, chúng đụng ngay vào quang mạc. Ngoài mấy tên chân tiên vội tế ra phát bảo phòng ngự nên chỉ bị đánh văng ra, lũ còn lại đều bị đốt thành cho bụi, những đám khói bốc lên không chung, có mùi khét lẹt. Tầng bảo hộ thứ hai này đột ngột xuất hiện khiến khí thế hùng hổ của bọn thập phương lâu bị chặn đứng. Cả bọn sinh lòng cảnh giác, vội phân tán ra khắp nơi. Đúng lúc này, Bạch Phụng Nghĩa với sắc mặt nghiêm trang cất tiếng truyền lệnh. Ngênh địch, tứ phía xung quanh đảo hiện lên những đạo độn quang, vô số bóng người từ đảo bay vút lên tạo thành một màn sáng rực rỡ kéo dài từ mặt biển lên trên bốn phía không trung, tất cả xông thẳng vào đám người thập phương lâu. Theo sát phía sau là mấy trăm chiếc phi chu, những tiếng thét sông pha phát ra liên hồi từ đảo, lao thẳng tới những linh chu màu đen. Ở những nơi trọng yếu trên đảo, vẫn còn một ít tu sĩ và khôi lỗi dị thú chốt giữ, tạo thế phòng thủ nghiêm mật đề phòng có kẻ lén lẻn vào. Ta đi trước một bước đây, Vân Nghê liếc bạch phụng nghĩa, miệng thốt ra một câu rồi nhẹ nhàng tung người lên, bay ra không gian ngoài đảo các ngươi thủ vững ở đây đừng có lao ra bạch phụng nghĩa quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn bạch tố viện bằng ánh mắt có phần phức tạp sau đó xoay người bay vút lên theo hướng vân nghê đang đứng giữa không trung lục cơ khẽ cao mày gã nhìn thấy từ trong không gian phía dưới một bông tuyết liên hoa cực lớn đang lao tới rất nhanh ập thẳng tới chỗ gã sắc mặt gã không đổi một tay vung cao lên xuất ra một chiêu trên khoảng trống khổng lồ trong đám mây đen bỗng chuyển tới một tiếng tiếng hú một thanh trường kiếm ngân sắc từ đó hạ xuống rồi nằm gọn trong tay gã. chương 286, căng thẳng hết sức, tới hay lắm, lục cơ nhàn nhạt, nhạt nói, ngân sắc trường kiếm trong tay bay lên, thân hình bước ra một bước rồi lóe lên, biến mất vô thanh vô tức. Ngay sau đó, tại nơi tuyết liên hoa ảnh phi độn đến, kim thi kiếm quang cùng cánh hoa công kích lẫn nhau, trong nháy mắt đã va chạm hơn nghìn lần, phát ra trận trận âm thanh bén nhọn làm màng nhĩ đau đớn, dẫn đến lư không phụ cận một phen điên cuồng chấn động. Huyết hàn đạo huynh, hẹn gặp lại trên đảo trên chiến hạm ở không trung đại hán mặt cháy vàng tên là trọng loan thoáng nhúc nhích cổ quay sang nói dứt lời cổ tay gã run lên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen thân hình lóe lên từ chiến hạm nhảy ra bay thẳng xuống một hòn đảo khôi lỗi gần nhất phía dưới ha ha tin rằng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu nam tử mặt sẹo thì thào một tiếng một tay phất lên trong tay kim quang lóe lên một vòng tròn màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay bay vút ra ở giữa không trung cấp tốc phóng đại, hóa thành một kim hoàn cực lớn đường kính trăm trượng, lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc ngâm tụng, phía trên kim hoàn lập tức hiện ra phù văn dày đặc, bên trong vòng tròn lăng không sinh ra từng sợi quang mang màu vàng đất, hư hư thực thực, từ trong truyền ra trận trận pháp tác chấn động làm người ta kinh hãi. Phía dưới vòng tròn, trong hư không đột nhiên vang lên từng trận thanh âm xoẹt xoẹt, dường như có một đạo áp lực vô hình đang kịch liệt đè nén không khí phía dưới, ngăn cách nơi này với xung quanh. Phía dưới màn sáng rực rỡ hình thành một khối vòng tròn đối xứng với phía trên cao, không ngừng lõm xuống tạo thành một hố sâu. Màn sáng rung động lắc lư liên tục, không ngừng vang lên tiếng xì xì xì. "Phá cho ta!" Nam tử mặt sẹo hét lớn một tiếng, bàn tay bấm pháp quyết liên tục, nhấn xuống phía dưới một cái. Phía trên màn sáng lập tức vỡ ra từng đạo khe hở hẹp dài, dường như muốn vỡ tan ra. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo lam quang xé gió từ phía dưới bay lên đánh vào vòng tròn phía trên bầu trời một tiếng "bom". Kim hoàn bị đạo lam quang kia đánh đến mức run lên mãnh liệt, những tia sáng màu vàng đất ở giữa cũng lắc lư một hồi, trở nên bất ổn. Màn sáng phía dưới áp lực chợt giảm, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ánh mắt nam tử mặt sẹo trầm xuống, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một cung trang nữ tử dung mạo phi phàm lăng không bay vút lên, tay nàng cầm một thanh tiên kiếm xanh thấm. Bên cạnh nàng còn có một thanh niên mặc đạo bào xám trắng, song song bay cùng. Người kia lưng đeo ngân sắc hồ lô, tay cầm phủ trần kim sắc, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, thần thái thoạt nhìn không khác gì người thường, nhưng thực tế là một cỗ khôi lỗi cao dài hết sức sinh động. Hắc hắc, ngụy tiên khôi lỗi, nam tử mặt sẹo liếm liếm bờ môi, cười quái dị một tiếng. Dứt lời, gã khoát tay một cái, thu kim hoàn lại đeo vào tay. Thân hình gã lóe một cái, bay về phía cung trang nữ tử cùng thanh niên đạo sĩ. Cùng lúc đó, nhân sự thập phương lâu không cần chỉ huy cũng tự phân tán ra, không phóng tới màn sáng mà bay về các hòn đảo khác. Từ lâu bọn chúng đã nhận ra màn sáng rực rỡ này có quan hệ với bọn vũ sĩ khôi lỗi phân tán xung quanh. Nếu có thể đánh tan những khôi lỗi này liền có thể mở đường vào chủ đảo. Nhưng những tu sĩ thánh khôi môn tự nhiên không để bọn chúng thực hiện được ý đồ, từ sớm đã từ chủ đảo bay vọt ra, phân thành mấy chiến đoàn, nghênh đón mọi hướng đám người thập phương lâu. Giữa không chung, độn quang nổi lên bốn phía, âm thanh chém giết không ngừng vang lên. Tu sĩ thập phương lâu phần lớn là bàng môn tán tu, Thủ đoạn sử dụng cũng là thiên kỳ bách quái. Hướng tây bắc, có người mở ra linh thú đại, thả ra mấy chục đầu hình thú kỳ quái hung ác. Mỗi một đầu đều to gần trăm trượng, khí thế như nước lũ, xông vào đạo quân khôi lỗi được thao túng bởi Thánh Khôi môn, kịch liệt chém giết. Hướng đông nam, có người trực tiếp tế ra cây cổ phiên đen kịt hơn 200 trượng, từ trong thổi ra từng luồng gió đen xì như mực, gọt cốt âm phong, lập tức làm vô số đệ tử Thánh Khôi môn tu vi không cao hóa thành bạch cốt. Hướng tây nam có người mở ra một khối bạch hạp, thả ra vô số hắc vân kim phong, phóng phong châm kịch độc về phía tu sĩ thánh khôi môn. Tu sĩ thánh khôi môn tuy thủ đoạn không bằng thập phương lâu, nhưng một lòng bảo vệ tông môn, dũng cảm không sợ chết, huống hồ có số lượng lớn khôi lỗi phụ trợ, nhân số vượt xa thập phương lâu, tạm thời chiếm thế thượng phong. Trên không trung, linh thuyền màu đen vốn đang bày trận, nay nhao nhao phân ra, mặt ngoài kim văn quang mang sáng rõ, từ những lỗ trống cực lớn phía dưới linh thuyền bắn ra từng cây kim sắc trường mâu lớn mấy trượng, mang theo trận trận tiếng tiêm minh phá xuống. Mấy trăm chiếc linh chu vốn lơ lửng trong không trung nay linh văn quang mang sáng rõ, đầu mỗi chiếc đều có một tòa pháp trận hình tròn, bên trong ánh sáng màu đỏ kịch liệt chấp động, không ngừng phun ra hỏa quang. Từng đoàn hỏa cầu to như cối xay không ngừng bay ra, tập trung lại giữa trời, hóa thành một mảnh hỏa vũ lưu tinh dày đặc, nghênh đón kim sắc trường mâu giáng xuống. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp, kim sắc trường mâu cùng hỏa cầu va chạm vào nhau, từ không trung kim quang, hỏa đoàn văng khắp nơi, hình thành một khung cảnh hỗn loạn. Trên không trung một trời chém giết, phía dưới hải vực cảnh tượng cũng không khác là bao. Ngoại trừ những tu sĩ hỗn chiến bên ngoài, nhân sự thập phương lâu dưới sự dẫn dắt của tu sĩ chân tiên cảnh sông thẳng tới, ý định đánh tan tám bộ vũ sĩ khôi lối nhằm phá vỡ trận pháp. Phía bên ngoài, tại hướng tây nam cạnh một bộ vũ sĩ khối lỗi là một viên tháp. Ở đây đang có hơn trăm tên tu sĩ, lúc này tay đều nắm chặt từng cái phù lục màu vàng hoặc bạc, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm vào không trung nơi đây đúng là chỗ hàn lập cùng lân cửu chấn giữ. Bọn chúng đã đến, ước chừng hơn 200 tên, ở giữa giường như có ba gã tu sĩ chân tiên cảnh, còn lại đại bộ phận thực lực từ đại thừa trở xuống. Ánh mắt lân cửu nhìn về phía xa, chậm rãi nói. Ba gã chân tiên liền để hai chúng ta đối phó, còn những người khác liền giao cho thánh khôi môn tự mình đối phó A. Ánh mắt hàn lập lóe lên, đáp lại, chính hợp ý ta, lân cửu gật đầu nói, vừa dứt lời, thân hình hai người hàn lập đồng thời bắn lên, đón những tu sĩ thập phương lâu kia. Nương theo tiếng ngâm tụng vang lên, phía trên đỉnh đầu vũ sĩ khôi lỗi phù lục bay đầy trời, tỏa ra quang mang mãnh liệt, từ trong bay ra vô số linh văn trải rộng, hình thành vô số khôi lỗi hình dáng khác nhau. Đám người thánh khôi môn cũng xông tới sát phía sau, ba gã chân tiên cầm đầu thập phương lâu, ở giữa là một nam tử tráng niên thân hình cao lớn, khí lực khỏe mạnh, bên trái là một người thấp lùn, thân hình gầy gò, từ trong áo choàng lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn, là một lão giả phía bên phải là một phụ nhân đấy đà sung mãn, có lồi có lõm, theo lời hô môn đạo nhân nói là loại người ngực to mông lớn A. Trong ba người, ánh mắt lão giả nhìn hai người hàn lập, lông mày nhăn lại, tiếp theo nhìn không được nhẹ phì một tiếng. Làm sao vậy, lông mày nam tử nháy một cái, hỏi, rõ ràng đụng phải đồng đạo vô thường minh rồi, lại là thành viên mang mặt nạ màu xanh, thật sự có chút không may mắn. Lão giả cảm thấy suối quẩy nói, trước đây ta có nghe nói qua quy củ đám người vô thường minh kia, Kẻ nào đeo mặt nạ màu xanh đều không phải kẻ bình thường, xem ra tránh không được một cuộc ác chiến rồi." Nam tử cắn răng nói ra, "Các ngươi nói như vậy làm cho Thiếp thân có chút lo sợ đấy. Bất kể thế nào đi nữa, cũng không thể để cho Thiếp thân tự mình đối phó một người." Phu nhân kia khẽ cười một tiếng, nói ra, "Tên mang mặt nạ đầu châu kia dường như yếu hơn một chút, để một mình ta đối phó. Tên đầu hưu kia liền giao cho các ngươi." Nam tử rất nhanh đưa ra mệnh lệnh, "Tốt, liền theo đạo hữu nói." Lão giả lập tức đáp, phu nhân đấy đà kia mặt mày khẽ cong lên, vũ nghị gật đầu cười. Hai bên lướt lại gần nhau, riêng những tu sĩ dưới chân tiên cảnh tự giác phân tán ra, tránh khu vực chân tiên giao đấu, lao vào phía gần mặt biển ra sức chém giết. Nam tử khôi ngô lướt lên trước, phóng nhanh tới hướng hàn lập. Lão giả cùng phu nhân kia đồng thời lóe lên, một trái một phải đánh tới phía lân cửu. Lân cửu hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên, cùng hàn lập tách ra, nhắm hướng hai người kia vào tới lúc còn cách nhau mấy trăm trượng từ trong mắt nam tử khôi ngô tinh quang lóe lên tay áo phất lên từ trong lòng bàn tay liền có một đạo ô quang bắn ra bay đến hàn lập chỉ thấy đạo ô quang kia đột nhiên lóe lên lập tức phóng đại gấp trăm lần hóa thành một cự phủ to lớn như ngọn hát sơn nhắm đầu hàn lập bổ xuống lưới búa chưa đến một cỗ phong áp kịch liệt kinh người đã gào thét tới giữa hư không như bị tách làm đôi không gian có chút bất ổn dường như muốn đứt gãy ra thân hình hàn lập hơi chậm lại dường như không nghĩ tới đối phương vừa ra tay đã dùng sát chiêu cùng hung cực ác như thế. Sau một khắc, trên cánh tay hắn hiện lên từng miếng kim lân, sau một tiếng hét to, quyền thủ kim quang đại tác, ngưng tụ thành một quyền, đập mạnh vào lưỡi búa. ầm ầm một tiếng bạo vang nổ bể ra, nổi lên một trận cuồng phong, khí thế trùng trùng. Thân hình hàn lập rơi xuống hơn trăm trượng, hai chân đạp mạnh phía dưới mới ổn định lại thân hình. Cự phủ kia tức thì ô quang ảm đạm, bay ngược trở về, hóa thành cây búa rơi vào trong tay nam tử khôi ngô kia. Nam tử bị cự phủ mang theo man lực tác động, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, kinh sợ thốt lên, không ngờ các hạ lại là một huyền tiên. Hàn lập không để ý đến gã, tay bắt một pháp quyết, thấp giọng đọc chú ngữ. Trước người đột nhiên ô quang chấp động, chân luân hiện ra, từ trong đó truyền ra thủy chi khí tức mãnh liệt, chính là trọng thủy chân luân. Đi, trong miệng hắn khẽ quát, giữa không chung, chân luân phát ra tiếng ông ông mãnh liệt, trọng thủy chân luân xoay tròn bay lên, hoa văn bên ngoài trở nên mơ hồ, bỗng nhiên vào tới nam tử kia. Tốc độ đảo ô quang kia cực nhanh, lóe lên một cái đã đến trước người nam tử. Nam tử dùng mình, hai tay cầm lấy cán cự phủ, cánh tay khẽ động, hóa thành cự thuẫn chắn trước người. Cự phủ này được chế tạo từ nhiều loại khoáng thạch, trộn lẫn nhiều loại tài liệu thổ thuộc tính, phía trên còn có phù văn chạm trổ, chính là một kiện pháp bảo uy năng cực lớn. Xét về độ bền thì không thấp hơn bảo vật phòng ngự đỉnh dai chút nào hắn tự phụ ngăn chờ một kích này tuyệt không thành vấn đề. chương 287, 2 đấu 3, ngay lúc tâm niệm nam tử khôi ngô đang xoay chuyển nhanh chóng thì trọng thủy chân luân đã tiếp cận cự phủ. Một màn vượt quá dự liệu của nam tử xuất hiện, chỉ thấy đoàn thủy chi đạo văn ở mặt ngoài trọng thủy chân luân lóe lên ánh sáng màu lam, một cỗ lực lượng thủy pháp tắc từ trong truyền ra. Trên thân bảo luân tỏa ra ô quang mãnh liệt, mang theo một cỗ lực lượng tràn trề không lời diễn tả nổi, mãnh liệt đập vào trên cự phủ. Dầm một tiếng lớn, linh văn khắc trên cửa phủ màu đen bỗng nhiên sáng ngời, tiếp theo búa nhanh chóng nứt ra, ngay sau đó toàn bộ thân búa cũng sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh vụn đen. Trong mắt nam tử khôi ngô chợt lóe lên vẻ kinh hãi, lập tức có một đạo hào quang từ dưới lớp áo đen sáng lên trước ngực hắn, hóa thành một đoàn hư ảnh trận văn màu vàng đất, hiển hiện giữa hư không, chặn đứng chân luân. Cách đó không xa, Hàn Lập khẽ nhíu lông mày một chút. Hắn thông qua tâm thần liên hệ, chỉ cảm thấy trọng thủy chân luân như chúng xuống vùng lầy, bị một cỗ lực lượng kỳ dị lôi xé làm lực đạo ban đầu tầng tầng bị tiêu hao hết hắn liền không tiếc tiên linh lực điên cuồng thúc giục bảo luân lại dầm một tiếng vang thật lớn nam tử khôi ngô liền cảm thấy một cỗ áp lực nặng như núi xô tới ngay trước ngực tuy có đạo tiên phù kia vừa vặn thay hắn ngăn lại phần lớn lực đạo hắn vẫn là khó có thể chống đỡ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi té bay ra ngoài lúc này ở phía bên kia lân cửu cùng hai người khác cũng đang đại chiến say sưa Vị phu nhân đấy đã nắm trong tay một cây nhuyễn tiên màu tím nhạt dài nhỏ, mặt ngoài mọc đầy móc câu tím, ánh lên hào quang của kim loại. Chỉ thấy cổ tay nàng không ngừng run rẩy trong hư không, trường tiên liền biến thành vô số bóng roi phủ xuống đầu Lân Cửu. Lân Cửu thì nắm trong tay một thanh đại kiếm màu vàng kim, tạo hình cổ kính. Hắn múa kiếm giữa không trung thành những tiếng vù vù xé gió, đầy trời đều là kiếm quang màu vàng kim sắc bén vô cùng, đem vô tận bóng roi cắt phá thành từng mảnh. Trên thân kiếm chín khối đồ án hình sao sáng rực lên như một mảnh tinh vực sáng trói bao phủ ngoài kiếm một mực thủ hộ lân cửu tại bên trong hào quang đúng lúc này sau lưng lân cửu trợt hiện lên một đạo hắc quang một đạo thân ảnh gầy gò vô thanh vô thức xuất hiện trong hư không phía sau hắn hai tay đeo một đôi móng vuốt nhọn hoắt ngân quang lập lòe cắm thẳng xuống lân cửu trực tiếp đâm vào màn hào quang tinh vực chỉ thấy phù văn trên móng vuốt sáng ngời lên lão giả gầy gò kia hai tay đột nhiên phân ra liền xé mở một lỗ lớn trên mảnh hào quang Lão giả hiện lên một tia âm tàn trong mắt, miệng hắn vốn che dưới miếng vải đen đột nhiên mở ra. Một đoàn hắc quang sáng lên, lập tức một quả pháp bảo phi châm màu lục biếc từ trong miệng hắn chợt bắn ra, xuyên thấu qua miếng vải, thẳng tới sau đầu lân cửu. Lân cửu trên thực tế khi giao thủ cùng thiếu phụ đẫy đà, vẫn một mực lưu tâm đề phòng lão giả gầy gò kia, nhưng lại vẫn không thể ngờ tới người này như thế nào trong nháy mắt hiện ra phía sau mình, giờ phút này muốn phòng ngự thì đã muộn. Hắc hắc, người có thể đi chết rồi lão giả cười lạnh, nhưng hắn vừa dứt lời, trong hư không sau lưng lân cửu, đột nhiên có một đạo kim quang sáng lên, hiện ra một khối tứ phương cổ kính màu vàng kim, phía rìa được chạm rỗng. Đinh một tiếng nhỏ, pháp bảo phi châm đụng vào trên mặt kính, lập tức bị bắn ngược trở về. Ngay sau đó, lại có một tiếng hổ gầm long ngâm từ trong kính vang lên. Không tốt, lão giả gầy gò thấy tình thế không ổn, há miệng khẽ hút phi châm vào trong, thân hình lướt ngược lại, lui về phía sau. Trên tứ phương cổ kính rực lên một vầng sáng mơ hồ, lập tức một đầu cự hổ màu vàng kim, trên thân chạy dài lửa đỏ ban văn, từ bên trong bổ nhào ra phía trước. Cái miệng lớn đỏ như máu dữ tợn mở ra, hai hàm răng lớn dày đặc táp về phía lão giả gầy gò. Lão giả một tay đưa tới, một đạo dây nhỏ màu lục buộc ở cổ tay lóe lên hào quang, rời ra, hóa thành một cự mãng xanh biếc, nhào tới phía cự hổ, thoáng liền quấn lấy nhau. Hắn một ngực lui ra mấy trăm trượng, đi tới bên phu nhân đẫy đà, phàn nàn, sớm biết như vậy liền chọn tiểu tử đầu châu kia, ra hỏa đầu hưu này thật đúng là không dễ đối phó. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng kêu thảm, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy bên kia nam tử khôi ngô đang bị hàn lập đạp một cước ngay ngực, cả người như một cái bao tải rách rơi thẳng xuống mặt biển phía dưới. Mà ngay sau đó, thân hình hàn lập cũng hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo xuống mặt biển. Con mẹ nó, đều là quái thai, chúng ta nếu không đem hết toàn lực, lần này sợ là kiếm không đến chỗ tốt, mà tính mạng cũng phải để lại chỗ này đây. Lão giả gầy gò khẽ gắt một tiếng, thân sắc ngưng trọng hẳn lên. Đích xác không thể nương tay, kính xin đạo hữu giúp thiếp thân ngăn lại trong chốc lát, để cho thiếp thân. Ha ha, thay bộ trang phục, phu nhân đấy đã vừa thu lại trường tiên, vừa phong tình vạn trùng cười nói. Lão giả gầy gò thấy nàng kia lộ ra loại nụ cười này thì toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Hắn khẽ vẫy đôi tay, trước người liền xuất hiện một cây đại kỳ màu vàng cam. Hắn đưa hai tay bắt lấy, rồi lập tức xải bước nhào tới lân cửu. Phu nhân đẩy đà nhìn theo, mắt ánh lên vẻ ngoan độc, rồi một tay liền vỗ lên đầu vai của mình. Lập tức một mảnh quần áo tuột xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết. Trên cánh tay có xăm một vị nữ tự áo hồng thân thể mảnh khảnh, tay ôm tì bà che nửa khuôn mặt, ẩn hiện một nụ cười quỷ dị. Hình xăm này cũng không phải là vật trang trí bình thường, mà là một kiện pháp bảo lợi hại chế tác từ da người, một mực được phu nhân cung cấp nuôi dưỡng từ huyết nhục bản thân hôm nay cũng là đã đến tình huống vạn bất đắc dĩ nàng mới đành phải đem ra sử dụng chỉ thấy trong miệng nàng vang lên một hồi thanh âm ngâm tụng cổ quái hình xăm nữ tử trên đầu vai nàng dần trở nên mơ hồ giống như là mực xăm đang bị loang ra vậy mà cùng lúc đó làn da trên cánh tay nàng bắt đầu nổi lên màu đỏ như bị phát ban rất nhanh lan tràn trải rộng toàn thân phụ nhân thấp giọng nghẹn ngào rên rỉ áo choàng màu đen trên người nàng dần dần rút đi toàn bộ người nàng tỏa sáng rực rỡ rồi chợt biến thành nữ tử áo hồng trong hình xăm. Mà đồng thời, cảnh giới tu vi của nàng này vậy mà trực tiếp tăng cao một bậc, từ chân tiên cảnh trung kỳ trở thành chân tiên hậu kỳ. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thiếu nữ tràn đầy phong tình, hoàn toàn khác với phu nhân lúc trước. Chỉ thấy nàng chuyển cổ tay một cái, trong lòng bàn tay liền sáng lên ánh sáng màu đỏ. Một cái dù bằng giấy dầu màu đỏ máu bay ra, thình linh mở rộng giữa không trung, khoan thai xoay chuyển, bay tới trên đỉnh đầu của lân cửu. Thân ảnh nữ tử cũng lập tức nhẹ nhàng bay lên theo, miệng âm u nói, mau chóng kết liễu hắn. Lúc này, trên mặt biển ở dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Một đoàn sóng nước khổng lồ vỡ ra, một đạo nhân ảnh theo đó bắn ra từ bên trong, hướng thẳng lên trời đến mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Sát sau lưng là một đoàn bảo luân tỏa ra quang mang tối tăm, đang không ngừng xoay tròn. Đúng là hàn lập, ngay sau đó, sóng lớn lại bốc lên, một đạo thân ảnh vàng kim óng ánh vọt thẳng ra từ mặt biển rồi treo lại giữa không trung, chính là nam tử khôi ngô lúc trước bị hàn lập đạp xuống. Toàn thân hắn là sắc vàng óng ánh, như đang được một lớp nước sơn màu vàng kim phủ lên. Hắn sau khi ra khỏi mặt biển, cũng không tiếp tục đuổi theo hàn lập, mà dừng lại nhìn về bóng người cao lớn cách đó không xa, hơi hơi hít mắt. Giờ phút này, khóe mắt cùng miệng mũi của hắn đều phun đầy huyết dịch màu vàng nhạt, trong lòng hắn thì càng là ảo não không thôi hắn so với lão giả gầy gò bên kia càng thêm hối hận đáng lẽ không nên ỉ vào chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi một mình đấu ra hỏa mặt nạ đầu châu này hiện tại ngay cả kim hủ đan chân tàng nhiều năm hắn cũng đã ăn vào rồi mới có thể ngăn cản được liên tiếp trọng kích của tên kia cũng không biết bảo luân đen như mực kia rút cuộc là lai lịch gì rõ ràng là một kiện pháp bảo thủy thuộc tính vậy mà lại trầm trọng như vậy phảng phất như có cả một mảnh đại dương minh mông ẩn chứa bên trong Nam tử khẽ đảo cổ tay, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái quạt bằng xương trắng, phía trên khắc họa mấy dòng chữ cực kỳ cổ quái màu đỏ máu, từ trong truyền ra từng trận chấn động nhẹ nhẹ. Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm vào cốt phiến trong tay, trong mắt hiện ra vẻ do dự. Hàn lập vẫn đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng hắn trọng thủy chân luân không ngừng xoay tròn, phát ra từng trận âm thanh. Hắn ngẩng đầu hướng lên, liếc qua lân cửu đang bị nữ tử áo hồng cùng lão giả gầy gò dồn ép dần vào thế hạ phong. Ánh mắt hắn ngưng lại, một lần nữa nhìn về nam tử Khôi Ngô. Tên kia thấy vậy, lập tức siết chặt nội tâm, trong mắt vẻ do dự đều không có, hai tay hợp lại, cầm chặt cốt phiến ở lòng bàn tay, miệng bắt đầu thầm ngâm tụng. Theo từng trận tiếng ngâm tụng vang lên, trong lòng bàn tay hắn nổi lên từng sợi khói xanh lục. Miếng cốt phiến kia đúng là tự bốc cháy, hóa thành một đoàn hỏa liên âm u màu xanh, bay vút ra. Ngọn lửa này tên là U Lân Cốt Hỏa, vốn là một đám thiên địa dị hỏa chỉ có thể sinh ra trong tình huống đặc thù cực kỳ hà khắc cực kỳ hiếm có, hơn nữa, chỉ có thể tồn tại trong loại cốt phiến đặc chế từ xương yêu thú đẳng cấp cao. Một khi bị vận dụng, uy lực tuy rằng kinh người, nhưng cũng khó có thể thu hồi, coi như là chỉ có thể dùng một lần duy nhất, vì vậy khi trước nam tử mới do dự như vậy. Chỉ thấy nam tử hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, đoàn hỏa liên kia liền bắn ra, như chậm thực nhanh thổi tới hàn lập, trong chớp mắt liền chỉ còn cách hắn chưa tới trăm trượng. Ánh sáng màu xanh mãnh liệt tỏa ra từ hỏa liên, Từng đoàn từng đoàn u hỏa màu xanh biên cuồng lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên sẽ không để cho nó tới gần, từ lúc đối phương thả ra hỏa liên, hắn đã kịp thúc dục trọng thủy chân luân vốn treo ở sau lưng lập tức bay đến trước người. Theo những tiếng chú ngữ tối nghĩa, một mảnh ô quang bỗng nhiên nở rộ từ bên trong chân luân, như một cái thuẫn lớn màu đen chắn trước mặt, lập tức ngăn lại từng đợt u hỏa. Nhưng mà u lân cốt hỏa đánh vào trên trọng thủy chân luân, đúng là ngưng mà không tan, rất nhanh liền bao vây toàn bộ chân luân một cỗ khí tức nóng bỏng vô cùng trong nháy mắt phủ lên khắp chân luân hàn lập chỉ cảm thấy một lực lượng thập phần kỳ dị từ trên chân luân truyền lại lại như là đang từng điểm một cắn nuốt trọng thủy trong chân luân trọng thủy như dần bốc hơi biến mất sức nặng của chân luân lập tức bắt đầu giảm xuống mặc dù chỉ là giảm bớt từng điểm một không đáng kể nhưng vẫn đủ làm hắn căng thẳng trong lòng nếu không mau chóng thanh trừ hết ngọn lửa xanh còn không biết trọng thủy chân luân sẽ phải chịu thêm những ảnh hưởng gì tại lúc hàn lập đang cân nhắc cổ tay hắn chợt tìm về phía trước. Một đám ngân sắc hỏa diễm chậm rãi nổi lên từ cánh tay hắn, hóa thành một ngân diễm tiểu nhân, quay đầu lại nhếch miệng cười cười, rồi tung tăng chạy dọc theo cánh tay. Nó nhảy lên một cái, lập tức hóa thành một mảnh ngân quang hỏa diễm nhào tới trên trọng thủy chân luân, đan vào từng đám u hỏa màu xanh. Đúng là tinh viêm chi hỏa, chỉ thấy ở mặt ngoài chân luân, hai màu hỏa diễm đang quấn chặt lấy nhau, cuồn cuộn không thôi. U lân cốt hỏa lại cũng không cam chịu yếu thế trong lúc nhất thời vậy mà đang rằng co cùng tinh viêm hỏa điểu, hai bên đều không thể nào nuốt hết được đối phương. chương 288, Viện Thủ, Hàn Lập thừa dịp tinh viêm chi hỏa đang ở thế rằng co với thanh u hỏa diễm, một tay hắn kết kiếm quyết, một tay khẽ vẫy, một cây trường kiếm thanh sắc xuất hiện trong bàn tay. Từ đằng sau trọng thủy chân luân, hắn tung người lao thẳng tới chỗ gã nam tử khôi ngô. Tên này thấy vậy liền biến đổi pháp quyết trên tay, bông thanh u hỏa liên tỏa hào quang rực rỡ, rồi phun ra liên tục những đám thanh u hỏa diễm đánh về phía hàn lập hàn lập phung trường kiếm kiếm ảnh bay ra liên tục tạo thành một đoàn kiếm liên chắn trước người đẩy lùi từng đám thanh u hỏa diễm hỏa diễm kia vốn có tính bám dính rất cao lúc nãy có thể bám chặt vào trọng thủy chân luân nhưng giờ này không thể bám được vào trường kiếm nam tử khôi ngô thấy cảnh này thì lập tức ngẩn người ra đương nhiên gã không thể ngờ được dị hỏa của mình lại mất công hiệu gã cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết ngón tay trỏ thẳng vào muộn máu mới bắn ra. Tinh huyết lập tức hóa thành một đám huyết vụ rồi dung nhập vào bên trong thanh u hỏa liên. Hỏa liên cấp tốc xoay tròn, từng cánh hoa rung rung rồi bắn ra thật nhanh, tạo thành từng đoàn thanh u diễm nhận vô cùng quỷ dị lao về phía Hàn Lập với khí thế phô thiên cái địa. Hàn Lập không hề hoang mang, một tay kết kiếm quyết, tay còn lại vung kiếm lên, thanh quang trên kiếm chói lòa. Hàng trăm ngàn kiếm ảnh trong suốt cực lớn bắn ra trên không trung, cũng lao thẳng về phía gã nam tử khôi ngô mới nhìn thì tưởng kiếm ảnh vô cùng hỗn loạn quỹ đạo bay thì hỗn độn lộn xộn trên không trung như đám loạn quân mất tướng nhưng nhìn kỹ thì những kiếm ảnh đang ầm ầm lao tới này vừa khớp chặn đánh chính xác từng cái thanh u diễm nhận kiếm ảnh trùng điệp lao tới tạo ra những tàn ảnh phản chiếu trong không gian cả bầu trời lúc này như nhòa đi lần thứ hai gã nam tử khôi ngô cảm thấy không ổn gã quyết định không dây dưa thêm với người này nữa hai tay gã biến đổi pháp quyết vỗ tay một cái một tiếng nổ ầm rất lớn vang lên Đóa Thanh U Hỏa Liên kia bỗng phình to ra mấy lần, rồi những cánh hoa dương lên tới mức nổ tung ầm ầm, bắn ra vô số hỏa diễm sền sệt. Chúng tạo thành một biển lửa màu xanh mù mịt phủ kín toàn bộ đám kiếm ảnh. Kiếm ảnh vùng vẫy trong biển lửa sôi trào, từ biển lửa tỏa ra một luồng khí tức nóng rực vô cùng lăng lệ khốc liệt lan tràn ra xung quanh. Sau đó, gã nam tử Khôi Ngô không hề do dự, gã kẹp một tấm phù lục màu vàng rực ở hai đầu ngón tay. Tấm phù lục bốc cháy, bóng người gã nhoáng lên Hóa thành một đạo kim hồ, biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, ở trên không cách đó hơn trăm dặm, một thanh trường kiếm thanh sắc khổng lồ bỗng nhiên hiện ra, đạo kim hồ kia lao đúng ngay vào mũi kiếm. Người gã nam tử bị chặt làm hai khúc, rồi rơi xuống. Ngay sau đó, một tiểu nhân nguyên anh tử sắc có hình dạng giống hệt gã nam tử khôi ngô chợt lóe lên từ tàn thi, trên mặt còn nguyên vẻ hốt hoảng cực độ, vội bỏ chạy. Tuy nhiên, nó chưa bay được bao xa thì đã bị một tấm lưới ngân sắc cực lớn chờ sẵn tự bao giờ tóm gọn những âm thanh lôi điện đi đùng nổi lên, tiểu nhân Nguyên Anh đã biến thành một đám khói xanh, biến mất hoàn toàn. Gã nam tử khôi ngô đến lúc chết rồi vẫn còn chưa hiểu vì sao ra hỏa đeo mặt nạ đầu châu kia dùng cách gì mà trong nháy mắt đã có thể chặn giết mình ở khoảng cách hơn trăm dặm. Thực tế thì rất dễ hiểu, ngay khi gã kích nổ u lân cốt hỏa, Hàn Lập đã vận dụng thần thông nghịch chuyển chân luân giúp bản thân đạt tốc độ nhanh hơn, vì vậy chỉ trong một tức đã bay được một khoảng cách mà bình thường phải tốn nhiều tức thời gian. Hàn Lập vẫy tay thu hồi trường kiếm thanh sắc, rồi không hề dừng lại chút nào phi thân xuống, tay phất nhẹ về phía nam tử khôi ngô, lập tức chữ vật chạc và chữ vật giới của gã này tung ra rồi nằm gọn trong tay hắn. Sau khi coi thoáng qua và thấy khá nhiều món đồ tốt, hắn mừng rỡ, cất đi, trong lòng thầm nghĩ trải qua trận này rồi từ từ coi kỹ lại. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo độn quang lướt nhanh tới chỗ trọng thủy chân luân. Lúc này, U Lân cốt hỏa đã không còn được chủ nhân cung cấp tiên linh lực nên đã bị tinh viêm hỏa điều thôn vệ sạch sẽ. Hỏa điểu lúc này đã hóa hình hỏa diễm tiểu nhân đang ngồi chơi trên trọng thủy chân luân, hai chân đung đưa, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Vừa thấy Hàn Lập quay lại, nó liền phi thân bay lên, lại hóa thành ngân sắc hỏa điều lao về phía hắn. Hàn Lập mỉm cười, tay áo phất lên thu nó vào trong cơ thể. Ánh mắt hắn chuyển qua chỗ con khôi lối khổng lồ thì thấy trận chém giết của hai phe thập phương lâu và Thánh Khôi môn đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Đại quân khôi lối được Thánh Khôi môn thả ra đã bị đánh tan quá nửa nhưng nhân số của thập phương lâu cũng bị tử thương hơn nửa trong đó dường như có mấy gã tu sĩ đại thừa và hợp thể của phe thập phương lâu tách khỏi chiến đoàn lao nhanh về phía con khôi lối khổng lồ trên đảo nhỏ chúng định âm mưu đánh lén phá hư khôi lối để mở tung đại trận thải quang đang che phủ đảo chủ tuy nhiên không đợi bọn chúng tới gần con khôi lối khổng lồ trắng muốt kia dù đầu bất động nhưng người bỗng quay ngoắt lại phù văn trên thanh đao ngân sắc khổng lồ trong tay nó bỗng rực sáng những cơn lốc xoáy nổi lên quấn quanh rồi lao thẳng tới bọn kia Vù, 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 xoáy lốc thổi vù vù làm cả hư không chấn động mạnh, vô số phong nhận hỗn loạn với khí thế mạnh mẽ kinh người bay ra, cuốn hết đám người đang lao tới vào bên trong. Bọn kia vội thả ra pháp bảo hộ thể nhưng khó khăn lắm cũng chỉ chống cự được một lúc, rồi cả người bị chém thành nhiều mảnh, chỉ một vài tiểu nhân nguyên anh phải khó nhọc lắm mới kịp thoát ra được. Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện, Hàn Lập tiện thể triệu trọng thủy chân luân về sau lưng rồi phi thân thẳng tới chỗ Lân Cửu. Lúc này, Lân Cửu đang lâm vào tình trạng khổ chiến thậm chí dần rơi vào thế hạ phong. Mụ phu nhân đấy đã kia sử dụng một loại pháp chú bí ẩn nào đó, lúc này đã biến thành một nữ tử hồng y, không chỉ tu vi tăng tiến mà các thủ đoạn thần thông cũng khác hẳn lúc trước. Vật giống chiếc ô làm bằng giấy dầu màu đỏ kia nhìn tưởng tầm thường, ai dè lại vô cùng quỷ dị. Khi bị nó che trên đỉnh đầu, nó sẽ phun xuống những sợi tơ đỏ, không cẩn thận mà bị chúng cuốn vào là tiên linh lực trong cơ thể sẽ chuyển vận chậm lại rất nhiều. Cũng may là lân cửu có cửu tinh kim kiếm đang phóng ra hào quang chói lóa bao bọc toàn thân, thỉnh thoảng mới bị trúng một vài sợi chứ chưa tới nỗi bị cả đám tơ đỏ trói lại. Con hổ vàng đốm đỏ được thả ra từ cổ kính kim sắc dù lúc này đã bị thương nhiều chỗ, nhưng vẫn đang canh giữ xung quanh người gã, bởi vì lão giả gầy gò vẫn đang thoát ẩn thoát hiện bay quanh lân cửu và nữ tử hồng y để tìm cơ hội ra tay. Lúc nãy con cử máng màu xanh được lão giả thả ra đã bị con cửu hổ của lân cửu cắn xé thành từng mảnh, vì vậy ánh mắt lão hiện rõ vẻ không cam lòng hiển nhiên, lão ta đang âm mưu đánh chết lân cửu rồi kiếm trác đồ trên người coi như đền bù tổn thất. Động thủ, nữ tử Hồng Y đã thấy hết mọi diễn biến bên phía Hàn Lập, mắt nổi lên sát cơ, hai tay ôm thành một vòng, một ánh đỏ lóe lên trước ngực, lập tức hiện ra một cây đàn tỳ bà ngọc huyết trong suốt. Một tay mụ bấm phím đàn, một tay gảy nhẹ dây đàn. Tích tịch tình tang, lân cửu nghe những âm thanh này thì ra đầu bỗng tê dại, ngứa ngáy. Tiếng đàn không hề khó nghe, ngược lại rất thanh thúy lảnh lót như tiếng châu báu rơi xuống bàn ngọc đúng là rất êm tai tiếng đàn vừa vang lên cái ô bằng giấy dầu màu đỏ trên đầu bỗng phát ra huyết quang sáng ngời và phình to ra gấp đôi những sợi tơ đỏ rơi xuống càng dày đặc hơn như một đám linh xà tí hon nhung nhúc lao tới gã với tốc độ nhanh hơn trước mấy lần cùng lúc đó lão giả gầy gò cũng xuất thủ một tay lão giơ lên một cái vòng tròn ba màu hiện ra trong những tiếng nổ vang lên khắp nơi chỉ trong chớp mắt đã biến hóa thành vô số hư ảnh vòng tròn ba màu hỗn hợp nhào tới chói chặt con cự hổ lại. Bản thân lão thì nhoáng một cái hiện ra ở khoảng không phía dưới Lân Cửu, tay áo phất lên. Một đạo kiếm quang chói mắt dài hơn chục trượng chém ngược từ dưới lên trên người Lân Cửu. Lân Cửu dùng cả mình, không thể không điều cổ kính kim sắc về đỡ đạo kiếm quang chói mắt kia. Tuy chặn được đòn đánh lén của lão giả kia nhưng phòng ngự của gã đã xuất hiện chỗ trống. Đúng là chỉ một sơ sẩy nhỏ đó cũng khiến bả vai và lưng gã bị mấy sợi tơ đỏ đâm trúng. Những sợi tơ đỏ kia không biết làm bằng vật liệu gì mà mới cắm vào cơ thể đã lan ra như rễ cây, tạo thành những nhánh nhỏ xuyên sâu vào thịt gã. Không ổn, Lân Cửu cảm thấy bả vai và cánh tay bị mất cảm giác, sự vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể bị trì trệ. Gã không tránh khỏi cảm giác hồn siêu phách lạc, lúc này, gã liếc mắt thấy một vệt đen đột nhiên hiện ra ở ngay cạnh mình, trong lòng thầm kêu không ổn. Gã đang định dùng một kiện bí phù hộ mệnh thì bỗng nghe thấy một loạt âm thanh như tiếng lục lạc vang lên trước người. Một cái bảo luân lóe hắc quang đã lao vụt tới chặn ngay trước ngực gã. Nó đánh bay cái chủy thủ màu xanh đen cực kỳ âm hiểm văng ra ngoài. Ngay sau đó, một bóng người lướt tới, quét ngang trường kiếm một đường. Thanh quang lóe lên, lập tức những sợi tơ đỏ như những sợi dây điều khiển con rối bị chém đứt, chúng rụt lại về cái ô. Những sợi tơ cắm ở trong người lân cửu như là dây leo chết khô vì mất nước hóa thành màu xám trắng và mất tác dụng. Đại ân này không nói hết bằng lời được, tại hạ nợ đạo hữu một món nhân tình, lần cửu liếc nhìn Hàn Lập đang cầm trường kiếm màu xanh, rồi trịnh trọng nói. Giải quyết hai tên này trước đã, nói chuyện sau, Hàn Lập khoát tay ngăn gã lại, được, lần cửu khẽ cử động bả vai, cảm giác trì trệ lúc nãy đã tiêu tan hết, sắc mặt gã ở dưới lớp mặt nạ đang sầm xuống, gã gần giọng ở phía bên kia, lão giả gầy gò và nữ tử hồng y lúc này đã tụ lại một chỗ, bốn mắt nhìn nhau bằng vẻ khiếp hãi thấy rõ trên mặt. Bọn chúng không ngờ rằng tên gia hỏa đầu châu kia nhìn tưởng yếu nhược mà không chỉ chảm sát mau lẹ tên đồng bọn của chúng, thậm chí Nguyên Anh còn không trốn được, lúc này còn một mình phá tan một kích liên thủ của hai người. Trận này không đánh nữa, lão phu đi trước một bước. Lão giả gầy gò thở ra một hơi rồi nói, lời còn chưa dứt thì độn quang đã lóe lên, lão làm một hơi viễn độn không dám ngừng nghỉ. Lão giả giảo hoạt kia, nữ tử hồng ý gắt nhẹ một tiếng, mắng. Lúc nãy trong trận chiến, do vận dụng món pháp bảo hình xăm bằng da người nên mụ đã hao tổn phần lớn công lực. Mụ vốn dĩ định liên thủ một kích với lão giả nhằm mục đích chí ít cũng giết được một người để cướp đồ, ai dè lại bị hàn lập phá hỏng. Lúc này đương nhiên mụ sẽ không gắng gượng một mình trèo trống, nói trắng ra bọn mụ đến đây với mục đích chính là cướp của, chả có ai ngu gì mà đi liều mạng. Hai tay mụ khẽ vẫy, cái ô bằng giấy dầu màu đỏ đột nhiên xoay tròn trên không rồi trở theo mụ trốn đi với tốc độ cực kỳ nhanh chương 289, đàm phán không thành, chuyện đến bây giờ còn muốn bỏ đi, coi ta như bùn đất sao. Lân cửu đang trong cơn giận dữ, tất nhiên là không chịu bỏ qua, hét lớn. Gã vừa dứt lời, hai tay vê ra một tấm tiên phù màu vàng, tung lên trên không trung. Một tiếng xoẹt, tiên phù lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng, rồi hóa thành một mảnh quang mang bao phủ cả người lân cửu vào bên trong. Bóng người gã mờ nhạt, rồi trong nháy mắt, biến mất tại chỗ. Hàn lập dùng thần thức thoáng đảo qua, phát hiện trong nháy mắt gã ta đã đi đến mấy ngàn dặm, thực sự đã chặn hồng y nữ tử kia lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía lão giả gầy gò bỏ chạy, lộ vẻ đăm chiêu. Sau một khắc, hắn triệu hồi trọng thủy chân luân vào trong cơ thể, quanh thân vang lên tiếng đi đùng, hiện lên từng sợi điện quang màu bạc. Ngay sau đó, từng luồng hồ quang điện to cỡ miệng chén điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi điện quang trận rộng hơn một trường. Quang trận bao phủ hắn vào bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời đại dương lôi bạo sâu thẳm lão già gầy gò được bao phủ trong ánh sáng mông lung vừa ngự không vừa chửi rùa thật xui xẻo thực sự là hết sức xui xẻo như thế nào mà hết lần này tới lần khác lão phu lại đụng phải hai sợi cọng dơm cứng không bỏ chạy chỉ sợ phải để lại mạng ở đó rồi người ta nói trên đầu chữ sắc có nét đao trên đầu chữ tham rõ ràng cũng là nét đao đấy đúng lúc này lão già đột nhiên trao mày đầu tiên thân hình lão ta dừng lại sau đó lướt ngược lại về phía sau nghìn trường. Chỉ thấy trên cao không phía trước, tiếng nổ ầm vang dữ dội, hồ quang điện dày đặc, chẳng chịt hiện ra, ngưng tụ thành một trận pháp hình tròn có đường kính mấy trường. Một tiếng sét đánh vang lên, vô số hồ quang điện chấp động kịch liệt, rồi điện quang vụt tắt, từ đó hiện ra một bóng người. Chính là Hàn Lập, vị đạo hữu này, tại hạ đã quyết tâm rời xa nơi này, không hề dính vào việc này nữa. Đều là người trong vô thường minh, có thể châm trước một chút, cho tại hạ bình yên rời đi hay không lão giả mở miệng nói với thái độ cực kỳ nhún nhường. Chúng ta không thủ oán, tất nhiên không muốn đánh nhau sinh tử. Tuy nhiên, đạo hữu vừa rồi suýt chút nữa giết đồng bạn của ta, việc này cũng không thể chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà các hạ bỏ đi được. Không phải là nên để lại một thứ gì đó sao? Hàn Lập cũng không nóng nảy động thủ ngay, mà cười hít mắt, nói. Vậy theo đạo Hiếu, cần phải như thế nào? Lão giả gầy gò cau mày lại, mở miệng nói ta đoán không sai thì trên người đạo hữu có một cây đồ linh hoa ba vạn năm thì phải hàn lập cười hỏi lúc đầu gặp ba tên này hắn chỉ bằng thần thức mạnh mẽ mà cảm ứng được khí thức của vật này trên người lão giả trong lòng hắn đã quyết định phải cố lấy bằng được vì nhụy đồ linh hoa rất nổi tiếng trong đan phương đạo đan lão giả gầy gò nghe thấy lời ấy thân sắc trong mắt nhất thời biến đổi có vài phần âm trầm trên người của lão ta thực sự là có một cây đồ linh hoa hơn nữa còn là cây sống nên không thể để vào bên trong vòng tay chữ vật được. Cộng thêm do mới đạt được không bao lâu thì đã bị triệu tập tới chấp hành nhiệm vụ lần này nên lão ta tạm thời đựng trong một hộp ngọc đặc thù. Nhưng lão ta cũng đã phong ấn thêm mấy lần trên hộp ngọc, lẽ ra không bị người ta nhận biết được mới đúng chứ. Vì sao người trước mặt này lại biết được, lẽ nào thần thức của hắn còn mạnh hơn cả kim tiên? Lão giả nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức cảm thấy không có khả năng. Mới vừa rồi trong chiến đấu, khí thức người này bộc lộ ra rõ ràng tối đa cũng chỉ ở tầm chân tiên cảnh trung kỳ, tuyệt đối không thể có lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy được. Cùng lắm là người này có pháp bảo đặc thù nào đó có thể cảm giác được linh dược mà thôi. Lão giả vừa nghĩ tới đây, lại buông thần thức đảo qua bốn phía, xác nhận không có người nào ở gần xung quanh thì khí thế toàn thân trong nháy mắt mạnh mẽ tăng vọt. Lão ta cười lạnh một tiếng, nói, muốn đầu linh hoa, khẩu vị của đạo hữu không khỏi quá lớn đấy thật coi lão phu là trái hồng mềm có thể tùy ý nắn bóc hay sao? Hàn lập thầm cười nhạt, trong ba người bọn chúng, người có tu vi cao nhất không phải là nam tử khôi ngô, cũng không phải là mụ phu nhân đấy đã mang bí thuật mà ngược lại chính là lão giả gầy gò vô cùng giảo hoạt, che giấu rất kín này. Từ khi nhìn thấy hắn, lão ta vẫn chưa động thủ luôn mà dự định hạ thấp bản thân để tránh phải tranh đấu, từ đó mà nhìn ra con đường sinh tồn của lão ta chính là không quan tâm gì đến mặt mũi, chỉ coi trọng lợi ích, nếu là đối phương nguyện ý bỏ ra đồ linh hoa, chính hắn cũng không muốn tự dưng tăng thêm giết chóc nhưng nếu bây giờ đối phương không đồng ý, tất nhiên hắn cũng lập tức có quyết định. Nơi này không có người thứ hai, trong hoàn cảnh không phải áp chế thực lực của chính mình mà tay không trở về thì không phải là phong cách của hắn. Hai mắt hắn sáng lên, hai tay hắn kết quyết, phía sau lưng rực rỡ ô quang. Trọng thủy chân luân lại hiện lên, xoay tròn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung hai tay lên, trọng thủy chân luân lập tức rực rỡ ô quang, từ phía sau bay vút lên, xoay tiết xé gió lao tới phía lão già mặt ngoài chân luân sáng lên từng vòng đạo văn những chỗ hư không nó đi qua nổi lên từng vòng rung động màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được cơ hồ đem non nửa bầu trời đập vỡ ra vậy lão già gầy gò thấy thế giơ hai tay lên một cái vòng tròn ba màu hiện lên trong không trung chấp động một hồi rồi hóa thành một mảnh hư ảnh vòng tròn mờ mịt quấn về phía trọng thủy chân luân nhưng trọng thủy chân luân có sức nặng hơn rất nhiều so với lão già tưởng tượng lại thêm lực tấn công mạnh mẽ không gì cản nổi dưới hắc quang lưu chuyển, xé rách tầng tầng lớp lớp hư ảnh vòng tròn ba màu. Một tiếng keng vang lên, nó đập thẳng vào bản thể của vòng tròn. Một cỗ cự lực vô cùng khủng khiếp đánh tới, vòng tròn ba màu tức khắc nổ tung, vỡ vụn. Lão giả gầy gò bị phản thể, thân thể đột nhiên chấn động, mặt cũng ửng hồng. Lão ta chảo tay vào hư không, một cây cờ lớn màu vàng phớt đỏ dài hơn hai trượng nằm trong tay lão. Chỉ thấy trên mặt cờ có vẽ một sa mạc to lớn mở mịt, phía trên có ba vầng mặt trời lơ lửng, từ đó truyền ra từng đợt khí thức rừng rực. Lão giả bước về phía trước một bước, hai tay nắm chặt cán cờ, bỗng nhiên lão vung lên, cả lá cờ lớn bay cuồn cuộn. ầm ầm ầm, mặt cờ quay một hồi, từ đó một mảnh cát bụi minh mông cuồn cuộn tuôn ra, bao trùm cả phạm vi gần vạn trượng, với khí thế phô thiên cái địa đánh về phía Hàn Lập. Hàn Lập nheo mắt, lam quang trong mắt chấp động nhưng vẫn không thấy rõ được cảnh vật xung quanh như cũ. Hắn cảm giác như bản thân bị báo cát nuốt vào, trong lúc nhất thời chẳng những không thấy rõ mọi vật, ngay cả thần thức cảm ứng cũng bị ảnh hưởng không ít thậm chí ngay cả vị trí của lão giả gầy gò cũng không phát hiện được hắc hắc nếm thử tam nhật tỏa quan của lão phu đúng lúc này phía sau hắn vang lên giọng nói của lão giả hàn lập mới vừa xoay người chỉ thấy ba quang đoàn hình tròn đang lao tới từ phía trước chúng tạo thành thế chân và quay xung quanh hắn tỏa ra bức xa nhiệt vô cùng nóng rực không ngừng tiến nhập về phía hắn hắn nhíu mày lại giơ chân lên đang định bước về phía trước thì đột nhiên phát hiện thân hình căng cứng cả người không có cách nào nhúc nhích được mảy may. Cúi người nhìn xuống, hắn chỉ thấy từ hai chân chẳng biết từ lúc nào đã bị một tầng kết tinh màu trắng như những bông tuyết lặng lẽ đông kết lại, lan dần lên trên. Ngay sau đó, các vị trí cánh tay, lồng ngực và bờ vai của hắn cũng bắt đầu xuất hiện kết tinh màu trắng, cực nhanh lan tràn ra khắp người. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện những thứ này là từng hạt cát rất nhỏ bé, được ba vầng mặt trời thiêu đốt hóa thành những thứ kết tinh bán trong suốt này. Chúng lan rất nhanh đến chỗ cổ, Hoàn toàn giam cầm thân thể của hắn. Hàn Lập tuy kinh nhưng không loạn, quanh thân lưu chuyển thanh quang, đang định phá giải kết tinh thì ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy thân ảnh lão già gầy gò đột nhiên hiện ngay bên cạnh, lão cầm một con dao gam màu u lục trong tay nhằm mi tâm hắn đâm tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng vàng. Một cỗ lực lượng thần thực cường đại phóng ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm. Khi xông đến trước người hắn, lão giả thấy trong hai mắt hàn lập đột nhiên nổi lên một vòng phù văn cực kỳ nhỏ thì trong lòng lão chợt cảm thấy không ổn thân thể theo bản năng chậm lại trong nháy mắt thiên địa tịnh minh chỉ nghe một tiếng như chuông vang từ trong miệng hàn lập phát ra trời đất xung quanh chỗ này nhất thời như bị tiên nhân hạ lệnh cát vàng bị quét sạch phòng ba dẹp yên ngay cả mây đen vốn đang lơ lửng ở giữa trời cao cũng biến mất cả một vùng trời đất khôi phục trở lại hoàn toàn sao lại thế lão già trợn tròn hai mắt cả kinh kêu lên cả người lướt nhanh về đằng sau, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Thiên hỏa, dáng, Hàn Lập lại niệm chú, chỉ thấy từ trên cao không, một vệt cầu vồng màu trắng rơi vào người hắn, biến thành một ngọn lửa màu bạc phủ cả người hắn vào trong đó. Điều này không có khả năng, ngôn xuất pháp vì, đến Kim Tiên cũng không thể làm được, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa, ngươi cầm đi cũng được. Lão giả gầy gò lúc này từ khiếp sợ đã chuyển thành kinh hoàng, thân hình lùi về phía sau rất nhanh, miệng vội vã kêu lên bây giờ nói những điều này không cảm thấy đã muộn sao lôi lạc hàn lập cười lạnh quát to một tiếng loáng một cái trên chín tầng trời phong vân đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy mây đen xuất hiện bên trong ánh chất giật liên tục truyền ra tiếng sấm ầm ầm xoẹt xoẹt chỉ nghe tiếng sét đùng đoàn một luồng lôi điện màu lam to bằng vại nước xuyên qua màn trời dáng thẳng về phía lão giả gầy gò lão giả run sợ vội vã tránh sang một bên nhưng mà lão ta vừa khó khăn lắm mới tránh được lần này thì trên bầu trời lại liên tiếp vang lên tiếng sét từng cột sét to lớn giống như mưa rơi không ngừng giáng xuống bao phủ toàn bộ chỗ trống xung quanh lão tâm thần lão giả bị rung động quá lớn trong lòng hoàn toàn không còn một chút ý giao chiến lão không ngừng né tránh những luồng lôi điện từ trên trời giáng xuống hai ngón tay lão kẹp một tấm phủ lục màu vàng lão định dùng bí phủ trốn khỏi nơi này nhưng vào lúc này thân ảnh hàn lập tại một chỗ trở nên mờ nhạt trực tiếp biến mất tiếp theo trước mắt một cái hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng lão giả trên cánh tay nổi kim lân bàn tay hắn đâm xuyên qua trái tim của lão giả kim quang trong mắt hàn lập thu dần lại thần thức cũng thu lại lôi điện màu lam xung quanh cũng tiêu tán lộ ra cảnh tượng nguyên bản là cát vàng đầy trời lại là ảo thuật lão giả gầy gò cười gược thần thái trong mắt dần ảm đạm ngay sau đó bên ngoài mi tâm lão bỗng nhiên hiện ra kim quang từ đó lan ra một luồng chấn động cường đại lão giả cũng tàn nhẫn biết là không có cách nào trốn thoát nên định tự bảo Nguyên Anh. Mắt hàn lập lóe lên hàn quang, cánh tay trong cơ thể lão giả nhất thời rực rỡ ngân quang, một tiếng sét lại vang lên. Một đạo lôi điện màu bạc vọt thẳng lên, trực tiếp đánh cho Nguyên Anh lão giả thành mảnh nhỏ. Cơ thể lão giả co quắp, rơi xuống, không có bất kỳ nửa điểm dị trạng nào. chương 290, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hàn lập thấy vậy, thần sắc trở lại bình thường, miệng thở hồn hền, lồng ngực phập phồng bất định. Tình huống hắn lấy thủ đoạn xét đánh tiêu diệt lão già gầy gò vừa rồi kỳ thực nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Kết tinh giam giữ hắn kiên cố dị thường, với thân thể của hắn kết hợp tiên linh lực của bản thân cũng không thể phá tan ngay lập tức mà cần tối thiểu năm nhịp thở. Thời gian năm nhịp thở dù ngắn nhưng đủ để đoạn sinh tử. Nếu ở thời điểm đó, một kích của lão già kia mà đánh tới thì tất nhiên hắn không có khả năng tránh né. Lực thân thể hắn tuy mạnh nhưng chỗ nghi tâm yếu hại tuyệt đối không có cách nào cứng rắn chịu một kích từ pháp bảo của đối phương. Đến lúc đó, mặc dù là thân thể may mắn không chết nhưng cái giá phải trả cực kỳ khủng khiếp. May mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thi triển thần thông pháp ngôn thiên địa làm cho đối phương sinh ra một tia do dự, tiếp theo không chờ đối phương phát hiện ra sơ hở mà thi triển dáng thiên hỏa rồi bí mật lặng lẽ phóng suốt tinh viêm hỏa điều lẫn vào trong đó. Sau đó, nhân cơ hội này mà thoát khỏi giam cầm của kết tinh, đồng thời làm cho lão giả tin tưởng rằng thần thông của hắn thực sự có thể hoàn toàn khống chế cả khu vực này. Thừa dịp tâm thần lão giả thất thủ, chỉ chuyên tâm tìm cơ hội bỏ chạy, hắn lại xuất ra thần thông nghịch chuyển chân luân nên mới một kích mà có thể thành công. Hiện tại xem ra, những kẻ có thể tu tới cảnh giới chân tiên đều có ít nhiều thủ đoạn ẩn giấu, dù chính bản thân hắn tự xem là có không ít thủ đoạn nhưng sau này khi chiến đấu cũng phải cẩn thận hơn mới được. Hàn Lập nghĩ như vậy, nhấc một tay lên, một đám thanh quang từ trong tay áo bảo cuốn ra bọc thi thể lão giả lại không để nó rơi xuống biển. Còn hắn lấy ra một đan dược nuốt vào, nhắm mắt điều tức tại chỗ. Hiện tại trên chân môn bảo luân mới khôi phục được hơn 30 vòng đạo văn, hắn liên tiếp sử dụng nghịch chuyển chân luân đã gây ra một gánh nặng cực lớn cho cơ thể, còn tiên linh lực cũng tiêu hao hết sức kinh người. Một lát sau, hai mắt hắn mở ra, liếc nhìn về phía thi thể lão giả gầy gò. Hắn bắt đầu lục soát cơ thể lão ta, không bao lâu, hắn móc ra trong vạt áo chỗ ngực lão giả một hộp ngọc dài màu xanh biếc và một cái mặt nạ đầu hổ thanh sắc. Trên hộp ngọc có dán mấy tấm phù lục màu vàng và màu tím dùng để che lấp khí thức của linh dược bên trong. Hàn Lập thuận tay bóc, sau đó mở nắp hộp ra. Một tiếng tách, chỉ thấy một cây linh hoa màu tím, dễ còn nguyên vẹn, toàn thân trong suốt, lặng yên nằm bên trong hộp ngọc. Toàn thân cây tràn ngập thiên địa linh khí, khiến người ta chỉ cần hít vào một hơi đã cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Quả nhiên là đồ linh hoa, tuy nhiên đại còn chưa đủ nhưng cũng đã hơn 3 vạn năm. Không tệ, trong lòng vui vẻ, hắn tự lẩm bẩm đồ linh hoa này mang theo tia pháp tác lực, là vật cực kỳ chân quý khó gặp, đừng nói đến niên đại, ngay cả hạt giống trong vô thường mình cũng là thứ mà có tiền cũng không mua được hắn không nghĩ tới trong lần chấp hành nhiệm vụ lần này lại có cơ hội chiếm được một cây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nếu không phải vì hoa này hắn chẳng muốn hao tâm tốn sức truy đuổi nhiệm vụ của hắn là thủ vệ thánh khôi môn nào có quan hệ gì đến việc kẻ tấn công bỏ trốn còn như chuyện tên này từng uy hiếp lân cử thì càng là không đáng nhắc tới sau khi đóng lại hộp ngọc hắn dán lại mấy tấm bùa lúc đầu rồi chính hắn lấy ra hai tấm bùa màu vàng phong ấn bên trên cẩn thận nhét hộp ngọc vào người sau đó hắn cầm mặt nạ đầu hổ màu xanh đưa lên trước mắt quan sát thấy bên ngoài hiện hai chữ thập nhất tương tự chữ trên mặt nạ của bạch tố viện thì trong lòng hắn suy đoán lão giả này hơn phân nửa không phải là tu sĩ ở gần đại lục cổ vân trong tay hàn lập sáng lên quang mang hắn định tiêu hủy cái mặt nạ này nhưng nghĩ lại thì khóe miệng hắn lại mỉm cười trong lòng đã có chủ ý khác hắn liền thu mặt nạ này vào sau đó hắn không chút khách khí thu bảo vật đại kỳ màu vàng phớt đỏ và vòng tay chữ vật của lão giả gây gò vào, rồi lúc này mới độn quang bay nhanh quay về phía đảo nhỏ. Thời gian từ khi hắn rời đi đến khi quay trở về không phải là lâu, chiến sự trên hòn đảo nhỏ vẫn không ngừng diễn ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, lúc này bên phía thập phương lầu có thêm hơn 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ đến trợ giúp. Ban đầu do Hàn Lập và các tu sĩ chân tiên kỳ đều không có mặt nên sau khi trải qua chém giết khốc liệt, bên thánh khôi môn đã dần ổn định tình thế. Nhưng bây giờ, do đối phương có trợ giúp, bên thánh khôi môn nhất thời đã bị áp chế, trở nên nguy hiểm vô cùng, chỉ thêm một lát nữa là toàn quân bị diệt. Hàn Lập ở rất xa dùng thần thức quan sát toàn bộ tình hình nơi này, vì vậy sau khi bay vụt đến không nói hai lời lập tức lao vào trong trận chiến. Thân hình hắn trên trên chiến trường không cố kỵ gì xuyên qua xuyên lại như con thoi dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết tại chỗ hơn 10 tên đại thừa khiến cho không ít kẻ địch gần đó cả kinh, hồn vía bay lên trời, lập tức ảo ào, ào chạy toán loạn khắp bốn phía. Mọi người thánh khôi muốn vốn cho là mình sẽ phải vì tông môn mà hy sinh rồi thì lúc này thấy Hàn Lập dễ dàng xoay chuyển xu thế suy tàn thì mừng như điên, chiến đấu càng thêm anh dũng, nhanh chóng xua tan đám thập phương lâu còn sót lại. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái hạ xuống đỉnh đầu một võ sĩ khôi lỗi trên không trung, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía. Chỉ thấy lân cửu lúc này đang từ đằng xa phi nhanh về, trên đường tiện tay chém giết vài tu sĩ thập phương lầu, sau đó gã nhún lên xuống vài lượt đã đến trước người hắn. Giờ phút này, trên người gã ta trồng chất vết thương, quần áo cũng rách bươm, hiển nhiên vừa rồi đánh một trận không dễ dàng gì. Phụ nhân kia không ngờ lại có nhiều thủ đoạn chặt chẽ, báo hại ta hao tổn một phen mới đánh tan thân thể của mụ nhưng Nguyên Anh vẫn trốn thoát. Lân cửu thở dài một hơi, không khỏi tiếc nuối nói. Ha ha, thủ đoạn mà nhiều thì khẳng định ra sản không tệ đâu. Lân cửu đạo Hữu chắc là thu hoạch rất nhiều đấy. Hàn lập vừa cười vừa nói. Hắc hắc, Pháp bảo và linh tài tất nhiên là có một ít nhưng đều không phải là cái gì đáng giá để thể hiện, chỉ là đồ bình thường thôi. Lân cửu cười khan một tiếng, ha ha, khi đang nói chuyện, hai người đột nhiên nghe được tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ phía đông hải vực bên kia, khiến cho hư không chấn động một hồi. Ngay sau đó, tầng màn sáng màu sắc rực rỡ bao phủ bầu trời chủ đảo chất động rồi ầm ầm vỡ tan ra, biến thành vô số tinh mang màu sắc rực rỡ, cuối cùng biến mất tháp tròn cạnh hai người vốn tỏa ra bạch quang trói mắt cũng chấp động một hồi rồi quang mang dần dần ảm đạm. Khí thế thập phương lầu lần này thật hung hăng mà chuẩn bị cũng vô cùng chu đáo. Tuy chúng ta giữ được nơi đây nhưng đã có trận đảo ở chỗ khác bị công phá rồi. Lân cửu khẽ thở dài, từ từ nói, tình thế chính xác có chút không ổn. Hàn lập gật đầu, đạo hữu cảm thấy chúng ta nên phải làm gì bây giờ. Ánh mắt lân cửu lóe lên, gã nói, trách nhiệm của đạo hữu và ta là thủ tốt trận đảo nơi này, hiện tại dường như vẫn chưa nhận được chỉ thị gì khác. Hàn Lập nói thế, ha ha, không sai, bọn ta vốn được thuê tới đây, hiện tại bổn phận cố gắng giữ vững được trận địa, cũng không nên tự ý rời vị trí, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lân cử cười ha ha nói, Hàn Lập không thể hiện quan điểm, chỉ gật đầu, làm quang trong hai mắt lóe lên nhìn về phía chủ đảo. Đang đại chiến cùng tu sĩ và khôi lỗi của thánh khôi môn, Tu sĩ thập phương lâu thấy trận pháp trên không trung chủ đảo đã bị triệt hồi thì chiến ý trong mắt chúng nhất thời dâng lên rất cao. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ một chút thì cả bọn top 5 top 3 phóng tới gần chủ đảo. Dù sao nơi đó mới là căn cơ thánh khôi môn, muốn lấy được chỗ tốt tất nhiên không thể dây dưa ở bên ngoài lâu được. Thời gian yên lặng ngắn ngủi trôi qua, giao phong bộc phát ra càng thêm kịch liệt hơn so với trước đây. Toàn bộ trên không chủ đảo nhất thời tràn ngập tiếng nổ ầm vang và tiếng va chạm đinh tai nhức óc khắp nơi là linh quang ngũ sắc chói mắt, thậm chí ngay cả chủ đảo cũng không ngừng run rẩy trong âm thanh hỗn độn khủng khiếp đó, có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bởi vì lực lượng ở trên chiến trường phân bố không cân bằng nên những khu vực có tu sĩ thập phương lâu trội hơn rất nhanh bị phá vỡ. Từng đạo nhân ảnh độn quang với đủ các màu lóe lên, rồi ào ào lao xuống các nơi trên chủ đảo. Ngoại trừ vài tên không đủ tu vi, không dám mạo hiểm, thì có vài tên tự cho là tài cao mật lớn, tránh khỏi tầng đầu tiên bên ngoài đảo nhỏ, hạ xuống tầng 2, thậm chí hạ xuống tầng dưới cùng ở trong rừng rậm của chủ đảo. Nhưng mà rất nhanh chóng, các nơi trong rừng rậm bắt đầu bùng lên tiếng sấm ầm ầm, các loại cơ quan bố trí trên đảo được kích phát, các khối lỗi mãnh thú ẩn giấu ở các nơi cũng theo đó dốc toàn bộ lực lượng khiến cho bốn phía trong rừng khuấy lên bụi bay mù mịt. Mà lúc này linh thuyền màu đen trong mây đen trên trời bắt đầu cấp tốc lao vùn vụt, hạ xuống đảo. Còn như những cơ quan trước kia công kích phi chu do chỉ có một kiểu công kích nên cuối cùng cũng chỉ phá hủy được hai cái linh thuyền màu đen. Còn bởi vì phòng ngự yếu kém nên chính bản thân chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, biến thành vô số đoạn chân tay bị chém cụt còn sót lại trôi nổi trên khắp mặt biển. Chỉ thấy hai chiếc linh thuyền màu đen trong tiếng nổ ầm ầm bay ở tầng trời thấp của chủ đảo, rồi hạ xuống một chỗ trên con sông lớn. Chúng chưa chạm tới mặt nước thì nước sông cuồn cuộn sóng như đang sôi trào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hơn 10 sợi xiềng xích màu đen vô cùng to lớn từ dưới sông vọt ra khỏi mặt nước, rung lên lanh canh phóng về phía hai chiếc linh thuyền. Phía trước chúng là những cái mỏ neo sắt khổng lồ đâm thẳng qua quang cháo hộ thể mặt ngoài thân thuyền, rồi xuyên tiếp vào bên trong. Ngay sau đó, âm thanh cuộn xích của cơ quan ở sâu trong lòng sông truyền ra. Hai chiếc thuyền rung động kịch liệt, quang mang trên phù văn quanh thân rực rỡ, cố sức bay lên trên cao để thoát ra. Nhưng thấy trên xiềng xích bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu lam, liên tiếp hiện lên phù văn nhỏ li ti chẳng chịt rậm rạp sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng rồi rào hòa xiềng xích và cả con sông lớn thành một thể giờ khắc này phảng phất như vật kéo hai chiếc linh thuyền không phải là xiềng xích mà chính là cả con sông chỉ nghe tiếng cơ quan không ngừng vang lên hai chiếc linh thuyền từng bước bị kéo xuống cuối cùng rơi vào trong lòng sông sau một hồi ầm ầm vang lên chúng nổ tung thành những mảnh nhỏ từng mảnh rồi từng mảnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở cách đó không xa hơn 10 con khôi lỗi ngoan quy xếp thành một hàng, linh văn trên từng mảnh mai ở lưng chúng sáng choang. Chúng ngẩng cao đầu, miệng phun ra liên tiếp những quang trụ màu lam đánh về phía các linh thuyền và tu sĩ của thập phương lâu đang không ngừng bay xuống. Xung quanh đảo nhỏ đều rơi vào tình trạng hỗn chiến, tu sĩ thánh khôi môn vốn đang giao chiến giữa trời cao đều vội vã phi về, gấp rút tiếp viện cho bản đảo. Trên quảng trường ở chủ đảo, cũng có vài chục tu sĩ thập phương lâu dưới sự hướng dẫn của hai tên tu sĩ chân tiên kỳ đang chém giết với đám tu sĩ thánh khôi môn chấn giữ ở đó. Bạch Tố Viện do có tu vi không cao nên tạm thời trốn phía sau đám người, một tay cầm thanh trường kiếm màu trắng bạc, một tay giữ chặt tấm phủ lục bảo vệ tính mạng do sư tôn vân nghe giao cho. Nàng chăm chú nhìn bốn phía với vẻ cảnh giác, sau khi tiến nhập chủ đảo chiến đấu, thánh khôi môn xuất ra không ít thủ đoạn phòng ngự, cùng với số lượng khôi lỗi tham gia vào ngày càng nhiều, số lượng bỗng nhiên hơn sa tu sĩ thập phương lâu, nhất thời lại có thể ở thế phản kháng tiêu diệt lại. chương 291, nhanh chóng cứu viện, trên không trung vạn trưởng, hai bên đều thể hiện chiến lực cao nhất của mình, chém giết nhau với khí thế hừng hực. Tên nam tử hôm đeo kiếm đang lơ lửng giữa không trung áo bào trên người bị kình phong thổi qua tung bay phấp phới. Trước người gã, kiếm khí trong phạm vi ngàn trượng đang tung hoành, vô số kiếm quang tụ tập lại một chỗ, kiếm khí mơ hồ tạo thành một hồ nước lơ lửng giữa không trung Tại một chỗ khác cách tên nam tử khá xa, toàn bộ hư không bị phủ lên một tầng hoa quang trắng như tuyết. Bên trong sương mù, quang ảnh tạo thành những bông tuyết liên hoa óng ánh có kích thước và hình dạng khác nhau, gió thổi bay khắp bốn phương. Hai bên va chạm với nhau, kiếm khí mãnh liệt, hoa ảnh bà xa, trận trận lôi phong, âm thanh long cong vang lên không ngừng. Đưa mắt nhìn lại, mơ hồ giống như có vô số ngọn gió đang cắt bỏ từng bông hoa, ra sức không ngừng tàn phá biển hoa. Hoặc cũng giống như vô số tinh thạch giống như đóa hoa đang không ngừng bay vụt qua kéo theo ngọn gió. Một màn này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng thực tế thì lại chứa sát cơ trùng trùng điệp điệp. Nếu là tu sĩ có tu vi yếu hơn một bậc, rơi vào trong đó thì chỉ có nước thịt nát xương tan, hóa thành cho bụi mà thôi. Mà bản thân hai người ở trong trận, mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ động tác lớn nào nhưng thật ra, trong lúc giao tranh, mỗi một khắc sẽ không biết phát sinh bao nhiêu biến hóa lớn nhỏ, khiến cho tiên linh lực của cả hai tiêu hao càng nhiều. Nếu mà có một bên không chống đỡ được, hoặc là kiếm khí hoặc là biển hoa, sẽ lập tức bị đánh bay. Đa ọ hữu không phải là người của Thánh Khôi Môn, cần gì phải liều mạng như vậy. Thánh Khôi Môn trả đạo hữu bao nhiêu, chúng ta, ta cũng có thể trả như vậy. Chỉ cần ngươi dừng tay, không cần làm bất cứ chuyện gì, ta sẽ đưa thù lao cho ngươi nam tử hông đeo kiếm một tay cầm kiếm, cẩn thận thúc sục kiếm trận, chậm rãi nói. Vị kiếm tiên này thật là tuấn tú, khí độ phong lưu, làm cho thiếp thân bối rối không cần nói đến chuyện thù lao, chỉ cần ngươi có thể hoàn hảo đỡ được một lần tuyết liên hoa của thiếp thân, biết đâu thiếp thân có thể trở mặt đối phó thánh khôi môn cũng không chừng. Vân nghe không có lấy mặt nạ xuống, trực tiếp huyễn hóa ra một khuôn mặt thiên kiều bá mị xinh đẹp, che miệng cười nói. Giờ phút này, tuy nàng làm ra vẻ ta đây, nhưng thật ra trong lòng cũng không có thoải mái. Năng lực của tên đối diện cũng ngang ngửa với nàng, nếu chiến đấu tiêu hao thời gian dài, hậu quả rất khó đoán. Ngươi đã không nghe lời của ta, vậy thì đừng trách ta. Nam tử hông đeo kiếm hử lạnh nói, gã phất tay lên, kiếm quyết cổ quái bay ra, rơi xuống một chỗ trong kiếm đốc. Trường kiếm trong tay gã lập tức vang lên âm thanh long cong rung động, âm thanh như tiếng dao long đang ngâm nga. Luồng kiếm khí như hồ nước trước người gã lập tức rung động kịch liệt, từng luồng kiếm khí ngưng kết lại với nhau, hóa thành một con dao long rực rỡ màu sắc bay lượn vài vòng rồi nhanh chóng lao về phía Vân Nghê. Pháp quyết trong tay Vân Nghê đã biến đổi từ lâu, bên trong mảng lớn tuyết liên hoa trước người, vô số cánh hoa màu trắng bắt đầu bay là tả theo cơn gió, ngưng tụ thành một cơn thủy chiều cánh hoa, lao về phía giao long. Ngoài không chung cách đó mấy vạn dặm, một nam tử mặt sẹo mặc một bộ áo đen, trong miệng cười khanh khách quái dị, hai tay áo bay phấp phới. Trong tay áo, quang mang màu vàng không ngừng dâng lên, hóa thành từng đạo vòng sáng màu vàng, không ngừng đánh tới phía trước. Ngay chỗ vòng sáng rơi xuống, một gã đạo sĩ khôi lỗi mặc đạo bào xám trắng, một tay vung phù trần. Ngàn vạn tinh ti trắng như tuyết dựng lên, tản ra giữa không trung, giống như vô số thanh cương châm ống ánh, ngăn cản lại vòng sáng. Tay còn lại thì gã tháo hồ lô màu bạc đeo bên hông xuống, ném ra ngoài. Hồ lô màu bạc lập tức xoay tròn một vòng rồi bay thẳng lên trời. Ngay giữa không trung, nó nhanh chóng lớn lên bằng một gian phòng, linh văn bên trên hồ lô sáng tỏ, truyền ra những tiếng sấm rền vang. Sau đó, miệng hồ lô bỗng nhiên mở ra, từng luồng lôi điện màu bạc đánh tới chỗ nam tử mặt sẹo, khiến nửa phiến thiên địa trở nên óng ánh như tuyết cùng lúc đó sau lưng khôi lối đạo sĩ có lam quang chất động thân ảnh bạch phụng nghĩa phóng ra bên cạnh hai tay nàng khẽ vẫy hai luồng nước từ trong tay áo bắn ra hóa thành hai màn sáng thủy lam cực lớn giữa không trung màn sáng lao đến phân biệt trái phải của nam tử mặt sẹo mà bao vây gã lại nam tử mặt sẹo không có chút khẩn trương nào bình tĩnh giơ tay lên một viên châu màu vàng bay ra đến giữa không trung viên châu vỡ vụn một vầng hào quang màu vàng đất xuất hiện bao phủ trăm trượng xung quanh gã lại màn sáng thủy lam cùng lôi điện màu bạc đồng thời lao đến tuy nhiên đã rơi vào trong hào quang màu vàng đất cả hai bị chặn lại giống như là bị lún vào trong một bức tường dày không có cách nào tiến thêm được bước nữa sắc mặt bạch phụng nghĩa có chút tái nhợt thực lực của nam tử mặt sẹo hơn hẳn nàng và khôi lỗi cho dù hai người bọn họ liên thủ miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể ngăn chặn đối phương căn bản là không có cách nào thủ thắng nhưng mà cũng may là chiến sự ở đảo chính phía dưới cho thấy rõ ràng là thánh khôi môn đang chiếm ưu thế chỉ cần nàng cùng với sư tôn ở bên này ngăn chặn hai gã kim tiên của quân địch, chờ cho trận chiến trên đảo có kết quả rõ ràng thì coi như lần này cuộc chiến thủ thành coi như thành công. Hắc hắc, muốn dùng kế hoãn binh để đạt được kết quả thắng lợi, chỉ sợ các người phải thất vọng rồi. Bên trong hào quang màu vàng đất, nam tử mặt sẹo thần sắc nhẹ nhóm, dùng giọng điệu trêu chọc nói ra. Dứt lời, gã khẽ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi vải màu xanh đen, lớn cỡ chừng lòng bàn tay, trên đấy có theo chữ phúc của màu xanh lá cây, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Một tay gã vỗ nhẹ lên túi vải, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Vốn túi vải xẹp lép thế mà lại trở nên căng phồng, giống như bên trong chứa rất nhiều hạt đậu. Bên ngoài nâng lên từng hạt tròn căng mọng, Bạch Phụng Nghĩa thấy vậy, lập tức nội tâm trở nên nhộn nhạo, cảm thấy không ổn. Nàng vội vàng thúc giục màn sáng thủy lam, gấp rút công kích nam tử mặt sẹo. Nhưng mà, khóe mắt nam tử mặt sẹo hiện lên chút vui vẻ, nói ngắn gọn một chữ. Đi, sau một khắc, miệng túi vải bỗng nhiên phình to, từng hạt đậu màu xanh giống như đậu Hà Lan không ngừng tuôn ra, giống như là mưa từ trên trời rơi xuống, hướng thẳng đến đảo chính của Thánh Khôi Môn. Mỗi một hạt đậu sau khi rơi xuống, liền lập tức nhanh chóng phình to giống như quả bóng được bơm hơi. Hào quang tỏa ra từ lớp vỏ, sau một lát liền nhanh chóng biến thành hình dáng giáp binh màu xanh. Thân hình của giáp binh không khác với người thường là mấy, còn khuôn mặt thì giống nhau như đúc, giống như được khắc từ một mô hình duy nhất trên mặt bọn chúng không có bất kỳ cảm xúc nào bên ngoài cơ thể trải dài những đường vân bằng gỗ toàn thân lưu chuyển quang mang màu xanh trên tay là đủ loại vũ khí từ đao thương kiếm kích cho đến búa diều câu xiên trong chốc lát khắp nơi trên đảo chính đều đồng loạt tỏa ra thanh quang mấy ngàn tên thanh giáp binh tốt xuất hiện lao vào chém giết với người của thánh khôi môn những tên này hành động mau lẹ so với những khôi lỗi tầm thường thì còn linh hoạt hơn hẳn bất kể là rơi vào trong núi hay là dòng sông rất nhanh chóng thích ứng và gia nhập chiến trường. Mọi người của Thánh Khôi Môn đột nhiên thấy xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy, nhất thời trở nên luống cuống, bị tu sĩ thập phương lâu liên thủ cùng những thanh giáp binh tốt liên tiếp bước lui về phía sau. Toàn bộ đảo chính đang trong thế công kích quyết liệt đã biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Tình thế của Thánh Khôi Môn lập tức trở nên bị động. So với tình huống hỗn loạn trên đảo chính, giờ phút này trên các đảo phụ ngược lại trở nên bình thản, không ai thèm quan tâm. Dù sao thì trước khi trận chiến diễn ra, các đảo phụ thông qua thông đạo đã chuyển linh thạch, bảo vật về đảo chính, dĩ nhiên là không có ai tiếp tục công kích đảo phụ để hôi của. Không thể tưởng tượng được, đối phương lại đem hết đạo binh ra sử dụng. Lam quang trong mắt hàn lập chấp động, vừa nhìn về vừa đảo chính vừa nói. Xem ra lần này thánh khôi môn thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Lân cửu cũng thở dài nói, hai người khi đang nói chuyện đã thấy hào quang bên cạnh tháp tròn lóe lên. Sắc mặt tề hành trở nên nghiêm trọng, hướng về phía hai người, ôm quyền nói, hai vị tiền bối, đảo phụ đã không cần phòng thủ, thỉnh hai vị tiền bối đến đảo chính tác chiến. Chúng ta cũng đi ngay sau đó, khi gã đang nói chuyện, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà liếc nhìn Hàn Lập một cái, khóe mắt hiện lên một tia dị sắc. Hàn Lập đối với chuyện này cũng không có chú ý, hắn và Lân Cửu nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Đối phương lấy tư cách đại diện cho người thuê mình đã ra mặt yêu cầu, bọn hắn tự nhiên cũng tuân thủ theo vì đây vốn là quy định của vô thường minh. Sau đó, hai người đồng thời độn quang, nhanh chóng bay vút về phía đảo chính. Bọn hắn vừa mới bay được mấy trăm trượng, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm, bèn vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy võ sĩ khôi lỗi trên đảo phụ, vừa nhấc chân lên đã bước ra khỏi phạm vi của đảo nhỏ, một bước dẫm xuống biển, khiến cho vô số sóng lớn xuất hiện. Khôi lỗi trực tiếp lội biển bước đi, nhanh chóng hướng về phía đảo chính. Những khôi lỗi trên đảo phụ không bị phá hủy đồng loạt di chuyển thân thể khổng lồ, nhanh chóng quay về đảo chính. Trên quảng trường ở đảo chính, âm thanh huyên náo, mấy trăm thanh giáp binh tốt cùng với mười mấy tên tu sĩ thập phương lâu đang tách mười mấy tên tu sĩ thánh khôi môn cùng với gần trăm khôi lỗi giáp bạc thành từng nhóm nhỏ. Trong tầm mắt, vô số linh quang như mặt trời xuất hiện liên tiếp, không ít những kiến trúc trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, thi thể xuất hiện khắp nơi. Tình cảnh có chút thảm thiết, Bạch Tố Viện cùng với một tên trưởng lão thánh khôi môn và mười tên đệ tử đang bị hơn trăm tên tu sĩ thập phương lâu vây lại ở một góc quảng trường một tay nàng cầm lấy một thanh trường kiếm màu bạc, một tay thì nắm chặt một viên ngọc hoàn màu trắng. Còn về phù lục để bảo vệ tính mạng, nàng đã dán sẵn bên trong cổ tay, thời khắc nguy hiểm chỉ cần rót pháp lực vào thì có thể lập tức sử dụng. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về một phía xa xa trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Màu trắng ngọc hoàn trên tay huyễn hóa ra một luồng quang hoàn màu trắng bao phủ thân thể của nàng. Quần áo bên ngoài cũng xuất hiện một kiện sa y màu trắng, tản mát ra từng quang điểm màu trắng bạc. Bên hông nàng, một khối bùa đào hình vuông, màu xanh đang treo lơ lửng, phía trên giày đặc linh văn, mơ hồ có hào quang lưu chuyển. Đó là vài món bảo vật mà ngày xưa nàng được sư tôn vân nghe ban cho. Còn về món cuối cùng thì là do tổ tiên Bạch Phụng Nghĩa trước đây tặng cho nàng, là một món pháp bảo phòng ngự phẩm chất cực kỳ cao. Trong thời khắc mấu chốt, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, cũng chỉ có thể là một cú đánh mà thôi, sau này nếu cố gắng sử dụng nữa, Hiệu quả sẽ nhanh chóng giảm đi, thậm chí còn mất tác dụng. Không phải nếu gặp trường hợp bất đắc dĩ, nàng sẽ tuyệt đối không muốn sử dụng nó. Hắc hắc, nữ tử mang mặt nạ này toàn thân là pháp bảo. Nếu giết được nàng, ta có thể phát tài rồi." Một gã tu sĩ Thập Phương lâu nhìn chằm chằm Bạch Tố Việt, cười nói. Đám tu sĩ Thập Phương lâu ở xung quanh nghe vậy, lập tức nổi lên sát ý, nhanh chóng lao qua bên này. "Giết!" Cũng không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng đám người thập phương lâu lập tức giống như là mũi tên đồng thời xung phong liều chết đi lên. Quảng trường vốn đang hỗn loạn, lại trở nên hỗn loạn hơn. chương 292, Cứu Viện, Bạch Tố Viện đối mặt với đám người thập phương lâu như thủy triều tuôn đến hướng mình, một tay nàng kết kiếm quyết, mũi kiếm bay lên. Xoẹt một tiếng, phía trên mũi kiếm ngân quang bắn ra, từng sợi tơ ngân sắc phóng ra, đan vào quấn quanh với nhau giống như thiên nữ tán hoa đâm về bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, trong hư không xì, tiếng nổ lớn, không khí vặn vẹo mơ hồ. Lúc này có ba gã tu sĩ hợp thể kỳ không kịp đề phòng bị cuốn vào, thân hình bị chia thành mảnh nhỏ, phần còn lại của chân tay bị cụt bay loạn xạ. Bong bong bong, liên tiếp âm thanh bén nhọn như kim thạch va chạm vang lên, đám tu sĩ thập phương lâu chung quanh cũng e ngại những sợi tơ bạc mềm dai này nên không dám quá phận tới gần. Lúc này, một đạo ô quang lăng không từ phía trên mọi người xuất hiện, hiện ra một đạo nhân ảnh, tay cầm một cây trường thương đen kịt, đâm thẳng xuống đỉnh đầu bạch tố viện, tốc độ nhanh như lôi mang từ khí tức phát ra, rõ ràng là một gã tu sĩ đại thừa kỳ. Bạch Tố Viện phản ứng cũng không chậm, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm đâm thẳng lên, va chạm kịch liệt với mũi thương. Vốn tưởng rằng sau va chạm thì kiếm thương sẽ văng ngược ra, nhưng không nghĩ đến trường thương màu đen lại vô cùng quỷ dị đột nhiên tan chảy ra, biến thành trạng thái dịch thể, chảy dọc theo ngân sắc trường kiếm xuống dưới, xâm nhập vào cánh tay Bạch Tố Viện. Chỉ thấy phía trên ngân sắc trường kiếm phát ra trận trận thanh âm ti ti như bị ăn mòn, phát ra trận trận khó trắng, linh quang tán loạn. Bạch Tố Viện lại càng hoảng sợ, vội vàng hất tay lên, ý định hất văng dung dịch màu đen trên trường kiếm ra, nhưng ngoài ý muốn dung dịch màu đen sền sệt kia chẳng những không bị văng ra, ngược lại tiếp tục chảy tràn đến chỗ chui kiếm. Nguy hiểm nhìn cân treo sợi tóc, ánh mắt nàng lóe lên, quyết định thật nhanh, năm ngón tay trực tiếp buông bỏ trường kiếm, thân hình chấp động mấy cái thối lui ra sau hơn trăm trường. Nhưng vào lúc này, một quang mang màu vàng đất bỗng nhiên từ dưới mặt đất chui ra, hóa thành một dây leo ánh sáng màu xanh vừa thô vừa to, uốn lượn lên quấn quanh hai chân cùng lưng eo nàng. Nhưng món sa y màu trắng trên người nàng lập tức bạch quang sáng rõ, từ trong sáng lên một tầng màn sáng, ngăn cách dây leo màu xanh bên ngoài. Tay bạch tố viện lập tức run lên, lấy ra một giải lụa trắng khác, phóng đến phía dây leo màu xanh. Phía trên lụa trắng có tơ vàng thêu đồ án loan nguyệt quay tròn liên tục, chung quanh có từng đoàn linh văn hình dáng mây văn cổ sơ, phía trên quang mang tràn đầy, nhìn như ánh trăng theo cổ tay nàng huy động phía trên tơ vàng lụa trắng đại phóng quang mang linh động tuần tra tới lui phóng thích ra ánh trăng nhàn nhạt, nhạt hạ xuống gắt gao khốn trói dây leo màu xanh ngay sau đó chợt nghe trong miệng nàng niệm nhẹ một tiếng quang mang phía trên tơ vàng lụa trắng lóe lên đầu dây leo màu xanh lập tức hóa đá nàng nhẹ đảo tay qua lập tức biến thành bột mịn một màn này làm cho thân hình tên tu sĩ đại thừa kỳ kia dừng lại một chút không dám tiếp tục đuổi theo Đám người thập phương lâu còn lại thấy thủ đoạn bạch tố viện rất nhiều, mặc dù trong mắt hiện ra vẻ tham lam càng lớn, nhưng không ít người bắt đầu kéo giãn khoảng cách với nàng, ánh mắt vẫn không ngừng quét tới bên này. Bọn hắn nhìn ra được, bạch tố viện này còn có không ít đòn sát thủ chưa tung ra, lúc này chính diện làm mũi nhọn tấn công tuyệt không phải thượng sách, cho nên đều ôm tâm tư để người khác đi trước tiêu hao sinh lực địch, sau đó thừa cơ mưu lợi cá nhân. Bạch tố viện thừa dịp tình thế chỉ hoãn, quét mắt nhìn chung quanh, lòng lại càng trùng xuống. Nơi này tình thế càng trở nên không ổn, đại bộ phận đệ tử thánh khôi môn đã trọng thương thậm chí chết trận, theo tình hình này thì quảng trường cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Trong mắt nàng thần sắc ảm đạm, một đám pháp lực phóng ra, nhập vào phù lục gián ở cổ tay. Chỉ thấy chỗ cổ tay kim quang sáng lên, lập tức lan tràn ra bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, sau một hồi mơ hồ liền biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng mà, cơ hồ cùng một thời gian, cách đó không xa trong hư không đột nhiên chấn động, nổi lên một màn sáng màu vàng nhạt một đạo nhân ảnh đụng phía trên màn sáng, phanh một tiếng ngã ra rơi trên mặt đất. Bóng người này không ai khác chính là Bạch Tố Viện. Sau khi rớt trên mặt đất, nàng lập tức chờ mình đứng lên, tay vung lên, tơ vàng lụa trắng phấp phới bay chung quanh nàng. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn chung quanh, lại phát hiện những tu số thập phương lâu kia đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dường như ai cũng không biết tầng sáng hầu như bao trùm non nửa quảng trường này đã bố trí xuống lúc nào hắc hắc hắc, một đám gia hỏa không biết thương hương tiếc ngọc, nàng này là của lão phu rồi. Lúc này, một hồi tiếng cười khàn khàn vang lên, một lão giả độc nhãn mặc áo choàng màu đen, trên mặt được che kín bởi lân phiến màu xám, từ phía sau đám người đi tới, chậm rãi nói ra. Mọi người nghe tiếng, nhao nhao nhìn lại hướng kia, phát hiện lão là một tu sĩ chân tiên cảnh, sau đó bọn chúng thở dài một tiếng, tránh ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Những người này tu vi kẻ cao nhất bất quá là đại thừa kỳ, tự nhiên không ai dám tranh chấp cùng lão chật chật nguyệt hoa chi thể ngược lại là rất ít gặp a à. lão phu có công pháp song tu rất thích hợp với thể chất của ngươi hắc hắc lão giả sờ sờ cầm, vừa cười vừa nói với bạch tố viện ánh mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới thân thể thiếu nữ bạch tố viện cảm thấy một hồi lạnh sóng lưng trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ hàn khí vô thức tay nắm chặt rãi lụa trắng phản kháng a à, càng phản kháng càng có tư vị nhìn thấy động tác của nàng lão giả liếm liếm bờ môi, cười quái dị một tiếng nói. Dứt lời, tay lão run lên, một tấm linh phù màu xám lập tức từ ống tay áo bay vút phóng tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, hóa thành một tia hôi mang, lập tức dán lên chán bạch tố viện. Nàng căn bản không kịp phản ứng, giống như bị chơ chú, toàn thân pháp lực ngưng trệ, căn bản không thể động đậy. Độc nhãn lão giả cười hắc hắc, bàn tay liền chộp tới bạch tố viện. Lần này chớ nói thu hoạch khác, chỉ cần chiếm được nữ tử nguyệt hoa chi thể này, Lão cũng xem như được mùa thu hoạch lớn rồi. Ngay lúc bàn tay lão giả sắp chạm vào quần áo bạch tố việt, trên không trung bỗng nhiên có âm thanh lôi đình vang lên, một tia kim quang chói mắt từ trên cao phóng thẳng xuống, hóa thành một phi kiếm sắc vàng rực rỡ chém xuống. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, màn sáng cấm chế lão giả bố trí ở bên ngoài giống như không có lập tức bị phi kiếm đâm thủng, nổ vỡ ra, mà đạo phi kiếm kia vẫn không chịu bỏ qua chém xuống đầu lão. Người nào? Độc Nhãn lão giả kinh hãi, hai tay rụt lại, thân hình lướt gấp về sau mấy trăm trượng mới ngừng lại được, hơn 10 tên tu sĩ thập phương lâu cùng thanh giáp binh tốt bị lão đâm chúng trên đường té ngã tứ tung. Bong một tiếng sắc nhọn vang lên, kim sắc trường kiếm đâm nghiêng vào mặt đất, trên thân kiếm chín ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Va chạm tạo nên mảng lớn sóng khí, làm một vòng chung quanh bạch tố viện cùng tu sĩ, khôi lỗi đều bị thổi bay ra ngoài. Hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đáp trước người nàng, hiện ra hai đạo nhân ảnh, đúng là hai người hàn lập độc nhãn lão giả thấy hai vị chân tiên dắt tay nhau tới thực lực lại không kém mình trong nội tâm dùng mình không dám trần trừ liền biến thành độn quang tẩu thoát về hướng xa chạy cũng không chậm a à, một tay lân cử rút cử tinh kim kiếm của mình lên nhìn về hướng độc nhãn lão giả bỏ chạy hừ lạnh một tiếng nói bất quá sau khi nói xong gã cũng không có ý tứ đuổi giết mà lưu lại chỗ này lúc trước vân nghe đại chiến cùng lục cơ ở trên không tinh thần mặc dù căng thẳng cũng không có buông lỏng quan sát tình hình biến hóa trên chủ đảo. Ngay thời điểm phát hiện tình thế nguy hiểm trên quảng trường, nàng lập tức thông qua bí thuật truyền âm cho gã, để cho gã nhanh đi bảo hộ lân thập nhất. Hai người lân cửu cùng hàn lập khó khăn lắm mới đến chủ đảo, lại nhận được truyền âm của Vân Nghê, suy nghĩ một chút liền biết được thân phận của lân thập nhất, cho nên mới cùng hàn lập cấp tốc chạy tới cứu nàng. Hàn lập nhìn thoáng qua vị trí của Bạch Tố Viện, trong nội tâm mặc dù đã đoán được thân phận lân tam, đúng là Vân Nghê, một trong 13 kim tiên của Trúc Long Đạo, nhưng vẫn có chút khó hiểu, với thực lực của nàng, tại sao lại tham dự nhiệm vụ lần này. Chỉ thấy tay hắn dơ lên vỗ nhẹ vào trán của Bạch Tố Viện, một đạo hoa quang thanh sắc lập tức phóng ra vây tấm phủ lục màu xám lại, nhẹ nhàng xé rách nó. Bạch Tố Viện thân hình run lên, lảo đảo một cái mới đứng vững thân hình, một lần nữa khôi phục hành động. Đa tạ hai vị đạo hiếu, nàng lập tức đi lên trước, chắp tay với hai người hàn lập nói. Hàn Lập cùng Lân Cửu đều thản nhiên tiếp nhận thi lễ của nàng, khoát tay áo, không nói gì. Tu sĩ thập phương lâu chung quanh tự nhiên không dám ra tay với hai người bọn họ, nhưng những thanh giáp binh tốt kia chỉ là đậu binh, căn bản sẽ không cố kỵ bọn họ, tiêu diệt xong đám tu sĩ thánh khôi môn bên cạnh, liền ùn ùn xung phong liều chết xông đến. Hai người bất đắc dĩ đành phải cùng nhau chém giết, chỉ thấy hơn trăm tên thanh giáp binh tốt vây quanh Hàn Lập, trong tay trường thương đoàn kích giao bố nhau nhau chém lên người hắn ánh sáng màu xanh quanh thân hàn lập hiện ra kim lân trên hai nắm đấm lật lên thân hình giống như con quay nhanh quay ngược lại phát quyền liên tục ra bốn phương tám hướng trong tiếng gió vù vù hiện ra một mảnh kim sắc quyền ảnh rậm rạp chằng chịt những thanh giáp binh tốt kia bất luận là binh khí hay là thân hình thời điểm tiếp xúc với quyền ảnh đều phát ra trận trận thanh âm nổ đùng nhao nhao nổ bể ra ngay cả một quyền cũng tiếp không được thanh giáp binh tốt thân hình bạo liệt ra vô số mảnh vỡ nhanh chóng bắn ra xung quanh bắn trúng các đậu binh bên ngoài, phá ra những lỗ thủng lớn cỡ chén cơm trên người đậu binh. Trong nội tâm Hàn Lập đánh giá một chút, liền phát hiện khí thức trên người những thanh giáp đậu binh này kỳ thật cùng những đậu binh hoàng cân mà hắn đã giao thủ trước kia không kém bao nhiêu, bất quá những đậu binh trước mắt này tốc độ lại càng mau lẹ, hành động cũng linh hoạt hơn một chút. Vừa rồi những đậu kia binh bạo liệt bắn ra mảnh vỡ, đã bị không ít đậu binh khác tránh né được. Mà cùng lúc đó, những đậu binh này sinh mệnh lực dường như càng ương ngạnh hơn, ngoại trừ thân thể bị hủy hoại hoàn toàn còn lại dù cho đầu bị đánh nát cơ hồ cũng không đình chỉ động tác công kích hàn lập một bên không ngừng đánh tan đám đậu binh sông đến này một bên quét nhìn chung quanh trong nội tâm thoáng có chút tiếc hận đậu binh chung quanh có vẻ là loại bình thường không giống mẫu đậu binh hoàng cân cự nhân nếu không hắn nhất định phải đánh tan thu về một viên thanh giáp mẫu đậu để gieo trồng ước chừng một canh giờ sau trên quảng trường nhân số chẳng những không giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều Bốn phương tám hướng hòn đảo đều có độn quang không ngừng bay nhanh đến hướng bên này, ngay cả lực lượng tan tác còn sót lại của Thánh Khôi Môn cũng bắt đầu tập trung về phía quảng trường này. chương 293, giải thích nghi hoặc, oanh oanh oanh, từng đợt âm thanh chấn động nặng nề vang lên, một cỗ võ sĩ khôi lỗi cao gần nghìn trượng, vượt qua triển núi phía sau, đi tập tễnh xuyên qua đám thanh giáp binh tốt dậm rạp chẳng chịt, chạy tới hướng quảng trường bên này. Đường tới bên này xem ra cũng không thuận lợi, thân thể cao lớn của khôi lỗi nhiều chỗ cũng đã bị nghiền nát không chịu nổi, ngay lồng ngực đã nứt ra một cái lỗ trống thật lớn, lưỡi đao màu bạc khổng lồ trong tay cũng đã đoạn đi phân nữa. Chỉ thấy khôi lỗi kia chưa kịp đặt chân lên phiến đá trên quảng trường, chung quanh liền có hơn trăm tên thanh giáp binh tốt một loạt ảo lên, ánh đao sắc nhọn rậm rạp chẳng chịt chém xuống. Những công kích này bình thường vốn không cách nào tạo thành thương tổn với khôi lỗi, nhưng nó một đường vượt mọi trông gai chạy tới nơi này, đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không lâu lắm, chỉ nghe rác, một tiếng, một cái chân lớn chống đỡ không nổi từ khớp núi đứt gãy ra. Thân thể cao lớn của võ sĩ khôi lỗi ầm ầm sụp đổ, ngã rơi trên mặt đất, cái đầu cực lớn nhanh như chớp cuồn cuộn đập xuống quảng trường. Tu sĩ ven đường nhao nhao độn quang sáng lên, tránh ra hai bên. Cũng có một ít gia hỏa vận khí cực kém tránh né không kịp, bị khôi lỗi nện trúng máu tươi đầm đìa bay ngược ra ngoài. Mắt thấy đầu khôi lỗi một đường cuồn cuộn rơi xuống, không có chút dấu hiệu dừng lại, Hàn Lập phi thân lên, tay áo run lên, một tia sáng trắng từ trong tay áo bay ra thật nhanh, cuốn vòng quanh đầu khôi lỗi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đầu khôi lỗi cực lớn rớt xuống thế không thể đỡ bỗng trực tiếp ngừng lại, khảm thật sâu vào mặt đất trên quảng trường. Phía trên đầu khôi lỗi này là một tòa viên tháp, nhìn bị nghiền nát không chịu nổi. Bên trong lộ ra vô số cố thi thể sớm đã khí tuyệt bỏ mình, bọn họ chính là những tu sĩ thánh khôi môn trước kia ở bên trong viên tháp để khống chế khôi lỗi. Ánh mắt hàn lập đào qua, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, lần nữa tay áo vung lên, một cỗ ánh sáng màu xanh bay qua, lật một khối tường tháp về một bên, một tay nắm lấy tể hành từ bên trong phế tích ra. Người này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bên trong thất khiếu đều có một đám huyết tuyến, như con rắn nhỏ uốn lượn chảy xuống, bất quá trên người vẫn còn hơi thở, cũng chưa có chết đi. Xem ra, người này hẳn là lúc trước khống chế khôi lỗi khổng lồ, tiêu hao pháp lực nghiêm trọng, mới có cảnh mộ thê thảm như vậy. Hàn lập thân hình đáp xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược vàng óng đưa vào trong miệng gã trên tay hắn ánh sáng màu xanh sáng lên đẩy nhẹ vào lồng ngực gã giúp gã tiêu hóa dược lực sau đó hắn đặt ngang tề hành trên mặt đất chung quanh có mấy đệ tử lập tức đi qua trong miệng liên tục gọi khẽ tề trưởng lão hàn lập xoay đầu lại liếc mắt nhìn lân cửu cách đó không xa hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên trên bầu trời dưới mặt nạ sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng trận giao phong trên chủ đảo này cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều nữa tu sĩ thập phương lâu có rất nhiều đậu binh phụ trợ, đã chiếm tuyệt đối ưu thế về nhân số. Tám khôi lỗi khổng lồ của thánh khôi môn hôm nay đã không còn trông cậy vào được rồi. Tu sĩ chân tiên tử thương hơn phân nửa, sáu trong mười người của vô thường minh, cũng có mấy người không có xuất hiện, bài trừ khả năng lâm trận bỏ chạy, có lẽ đã gặp bất chắc rồi. Nói một cách khác, nếu thánh khôi môn không còn thủ đoạn che giấu phía sau, đám kim tiên giữa không chung cũng không phân ra thắng bại, kết quả cuối cùng của trận chiến này xem như hết thảy đều kết thúc rồi đúng lúc này trên bầu trời một mảnh vầng sáng cấm chế màu vàng đất hầu như che đậy nửa vầng trời ầm ầm nổ bể ra từng cỗ sóng chấn động cực kỳ khủng bố cuồn cuộn kéo tới tạo ra kình phong cuồng bạo cuốn thẳng ra ngoài mấy trăm dặm chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên không rơi thẳng xuống nện mạnh xuống quảng trường theo sát phía sau còn có một đạo thân ảnh màu thủy lam như ảnh vì hình gấp gáp đuổi theo sau một cái chớp mắt đã đáp xuống bên cạnh trong mắt nàng lộ ra vẻ thương tiếc Đạo thân ảnh màu trắng kia chính là khôi lỗi đạo sĩ, kề vai chiến đấu cùng Bạch Phụng Nghĩa lúc trước. Vừa rồi chính khôi lỗi này đã thay Bạch Phụng Nghĩa ngăn được một kích trí mạng của nam tử mặt sẹo, mới bị đánh rơi xuống như vậy. Ánh mắt hàn lập đảo qua, chỉ thấy trong mắt khôi lỗi đạo sĩ nửa điểm thần quang không còn, trên người cũng không có linh lực lưu động, ở giữa lồng ngực bị phá vỡ một cái động lớn đen xì, hiển nhiên là đã bị bị phá hủy hạch tâm, triệt để hủy hoại rồi. Trong mắt Bạch Phụng Nghĩa hiện lên vẻ lo lắng, thu khôi lỗi vào, bước nhanh về phía Bạch Tố Viện bên này. Bạch Tố Viện trần chờ một chút, nhưng vẫn nghênh tiếp. Hàn Lập thấy một màn như vậy, trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ giữa các nàng có liên quan. Thế nào, không có bị thương chứ? Bạch Phụng Nghĩa đánh giá Bạch Tố Viện một chút, mở miệng hỏi. May mắn trong lúc nguy cấp có hai vị đạo hữu trong minh cứu giúp, không có gì đáng ngại. Bạch Tố Viện nhìn Hàn Lập cùng lân cửu một cái, lắc đầu nói ra. Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy, theo ánh mắt bạch tố viện nhìn qua hàn lập cùng lân cửu bên này khẽ gật đầu với hai người hàn lập thấy vậy trong nội tâm càng thêm vững tin giữa bạch tố viện cùng vị phó môn chủ thánh khôi môn này quan hệ nhất định không tầm thường lệ phi vũ đúng lúc này trong đầu hàn lập bỗng nhiên vang lên một thanh âm hắn bất động thanh sắc quay đầu quét mắt một vòng lại phát hiện tề hành không biết lúc nào đã tỉnh lại ngồi dậy bên cạnh người đỡ mình đang nhìn chằm chằm hắn lệ đạo hiếu không cần nghi hoặc chính là ta truyền âm cho ngươi ngay sau đó, lại một giọng nói cũ vang lên, để cho Hàn Lập xác định người truyền âm cho hắn đúng là Tề Hành. "A, à, ngươi nhận ra ta?" Hàn Lập trong mắt thần sắc không thay đổi, nghi ngờ hỏi. "Ta không nhận ra ngươi, nhưng nhận ra món pháp bảo Hắc Luân uy lực không tầm thường của ngươi. Ban đầu ở Huyền Bang Sơn mạch, chính là ta ăn đau khổ từ vật đó. Về sau còn bị ngươi đánh cho thân thể hủy diệt, chỉ nguyên anh trốn thoát." Tề Hành tiếp tục truyền âm nói, "Nguyên lai là ngươi, trách không được lúc trước mới gặp." cũng có chút cảm giác quen thuộc khó hiểu. Như thế nào, các hạ muốn báo thù ngày đó? Trong nội tâm Hàn Lập giật mình, tiếp theo mặt không đổi sắc trả lời. Đại thù của ta vốn là phải báo, nhưng hôm nay ngươi không chỉ đến đây giúp Thánh Khôi môn chúng ta cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, vừa rồi lại cứu ta một mạng, ta và ngươi chính là không đội trời chung, nhưng giờ cũng không cách nào ghét hận ngươi rồi. Huống hồ, dùng tu vi của ngươi hôm nay, mặc dù ta lúc toàn thịnh cũng căn bản không phải đối thủ. Tề Hành cười khổ một tiếng, Truyền âm nói giúp đỡ các người thủ vệ thánh khôi môn bất quá là vì thù lao nhiệm vụ mà thôi. Lúc trước cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay. Ngày sau nếu ngươi muốn báo thù cứ tới kiếm ta là được. Chẳng qua trước đó ta rất muốn biết người lúc trước vì sao phải bắt cóc môn hạ đệ tử trúc long đạo chúng ta. Hàn lập truyền âm hỏi ai lại nói tiếp đều là hiểu lầm cả. Nữ đệ tử kia chính là hậu bối trong tộc của bạch phó môn chủ chúng ta, là ta phụng mệnh đi đón nàng trở lại thánh khôi môn, kết quả trời đưa đất đẩy. Tề hành bất đắc dĩ nói, nếu là như thế, người vì sao không quang minh chính đại đưa bái thiếp rồi đến đón người, vì sao phải lén lén lút lút làm việc như thế? Trong nội tâm hàn lập khẽ động hỏi, đây là phó môn chủ phân phó, phải tiến hành bí mật, về phần vì sao ta cũng không được rõ. Tề hành giải thích nói, hàn lập nghe vậy, trong nội tâm có chút không biết nói gì, cũng bởi vì một cái hiểu lầm, người này thiếu chút nữa bị đánh đến thần hình câu diệt, thật sự có chút hoang đường. Đúng lúc này, trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện liền vội vàng hỏi vị phó môn chủ các ngươi họ bạch tên chính xác là gì bạch phụng nghĩa tê hành truyền âm nói trong nội tâm hàn lập không khỏi một hồi ngạc nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn cung trang nữ tử áo lam một cái nàng này chính là bạch phụng nghĩa tổ tiên bạch gia thiên tài đệ tử trúc long đạo mất tích nhiều năm thật đúng là đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên lại có từng trận âm thanh nổ vang một đạo hồng quang từ trên không trung rơi thẳng xuống đáp lên trên quảng trường theo quang mang rơi xuống đất, thân ảnh Vân Nghê từ trong đi ra, một đoạn ống tay áo nơi bả vai đã nát bấy, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, nhưng thoạt nhìn dường như cũng không bị tổn thương nặng. Bạch Phụng Nghĩa cùng Bạch Tố Viện thấy thế, vội vàng tiến lên nginh đón. Sư Tôn, người không sao chứ? Trong mắt Bạch Tố Viện hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng hỏi. Không sao, chẳng qua là bị tên còn lại từ chỗ tối đánh lén, không có gì đáng ngại. Vân Nghê lắc đầu nói, đều là đồ nhi vô năng, không thể ngăn chặn tên kia. Bạch Phụng Nghĩa thần sắc ảm đạm mở miệng nói ra. Không còn trọng yếu nữa, hôm nay thế cục trên đảo đã rơi vào hạ phong, dù cho hai người chúng ta ngăn chặn bọn hắn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vân Nghe thở dài nói, chủ đảo Thánh Khôi Môn trên thực tế cũng là một tòa cơ quan đại trận, dưới vạn bất đắc dĩ, ta sẽ khởi động đại trận, cho nổ tung chủ đảo này, hoàn toàn chìm vào đáy biển, tuyệt sẽ không để cho những kẻ xấu này lấy được nửa điểm chỗ tốt từ chỗ chúng ta bạch phụng nghĩa sắc mặt ngưng tụ lạnh giọng nói ra ai nếu là cái tên nhát gan kia lúc trước đáp ứng cùng ta đến đây lần này như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy thật là một cái chứng hồ đồ lớn tuổi như vậy lại toàn bộ sống vì con chó trong bụng a rõ ràng đến bây giờ còn so đo những sự tình vụn vặt trước kia trong mắt Vân nghề hiện lên một vòng sắc mặt oán trách oán hận mà nói bạch phụng nghĩa nghe vậy dung nhan nở rộ lộ ra một vẻ vũ nghị vui vẻ nói khó có thể nhìn thấy sư phụ người mắng thô tục như vậy chỉ là có chút đáng tiếc vốn tưởng rằng ta sau khi rời khỏi khoảng cách giữa sư phụ và hắn có thể tiêu trừ tối thiểu có thể theo thời gian trôi qua mà trừ khử không nghĩ tới cuối cùng nói xong lời cuối cùng vẻ vui vẻ trên mặt nàng biến mất dần nhịn không được âm u thở dài một tiếng sự tình năm đó người không có sai nhất chính là ngươi kết quả tất cả sai trái đều bị ngươi nhận lấy thật sự là khổ cho ngươi rồi hôm nay bất kể thế nào ta cũng nhất định bảo vệ hai người các ngươi chu toàn. Vân nghe nói như đinh chém sắt, những năm gần đây thánh khôi môn đối với ta ân trọng như núi, môn chủ càng xem ta như người trong nhà, thời điểm này ta không thể nào bỏ đi được, chỉ nguyện sư phụ mang theo tố viện là được. Hôm nay có thể gặp mặt nàng, ta cũng đã đủ hài lòng. Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, nói ra. Lão Tổ, Bạch Tố Viện nghe vậy, nhịn không được kêu lên một tiếng. Ba người nói chuyện cũng không coi ai ra gì, thân ảnh hai người lục cơ cũng đã bay tới, treo cao ngàn trượng trên không, ánh mắt lạnh lùng quét xuống đám người phía dưới. Theo người có tu vi cao nhất của song phương xuất hiện, nguyên bản song phương còn đang kịch liệt giao phong, cũng dần dần tạm thời ngừng lại. Tất cả mọi người còn lại của thánh khôi môn nhau nhau tụ hợp chung quanh bạch phụng nghĩa, làm thành một vòng tròn. Mà chúng tu sĩ bên thập phương lâu cũng e ngại sự xuất hiện của bạch phụng nghĩa cùng lân tam, không dám quá phận tới gần, cũng đồng dạng dừng lại, đám thanh giáp binh tốt cũng bất động cùng một chỗ, vây chọn cái quảng trường chung quanh lại. chương 294, Cấm Địa và Kim Tiên khôi lỗi. Các vị đạo hữu vô thường minh vì một thánh khôi môn không chút liên hệ nào mà ác chiến đến tận bây giờ đã rất xứng đáng rồi. Lẽ nào chư vị thật sự muốn hơn thế, giao phó cả tánh mạng của mình sao? Không bằng bây giờ chủ động rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nam tử mặt sẹo mở miệng nói, như tiếng chuông lớn vang khắp toàn bộ chủ đảo. Lời này vừa nói ra, Bạch Phụng Nghĩa biến sắc, chỉ thấy đám người vô thường minh từ người ra nhìn nhau, nhãn thần lóe lên, rõ ràng có chút trần chờ. Dựa theo ước định trước, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ ở trận đảo, thất bại là do nguyên nhân bất khả kháng, một vài người đồng hành hiện tại sợ là đã gặp bất chắc, bây giờ tiếp tục tử thủ, hoàn toàn chính xác là có khả năng bỏ mạng. Mặc dù Thánh Khôi Môn trước đây đưa ra thù lao không ít nhưng cũng phải có mệnh để hưởng mới được. Thời điểm mọi người chưa quyết định thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng vân nghê thù lao thánh khôi môn trả đều đã trong vòng tay chữ vật của ta rồi, tăng gấp đôi so với lúc đầu. Chỉ cần chư vị bằng lòng xuất ra bản lĩnh xuất chúng tiếp tục giúp thánh khôi môn thủ vững lâu hơn một chút thì sẽ được hưởng khoản thù lao trọng hậu này. Sau khi nghe lời nói này, trong mắt mọi người không khỏi hiện lên vẻ vô cùng thèm khát nhưng cũng có người rất nhanh tỉnh táo lại, truyền âm cho Vân nghe. Lân Tam Đại Nhân, thù lao tuy nhiều nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng được. Nếu tiếp tục tử chiến, chỉ sợ đều phải bỏ mạng, ngay cả thù lao ban đầu cũng sẽ trôi theo dòng nước. Bình tĩnh chớ nóng, ta đương nhiên sẽ không khiến các vị đạo hữu phải chiến tử, hơn thế khi thời cơ thích hợp, ta sẽ hạ lệnh rút quân. Chỉ có là trước đó nếu có ai dám tự ý thoát đi, luận tội trái lệnh sẽ xử. Còn sau đó xử trí như thế nào tin rằng chư vị đều hiểu rõ. Vân nghe lạnh giọng tiếp tục truyền âm,